em tên là Quang, nhân viên kỹ thuật của BT Group, sẽ là người đồng hành cùng anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay thì phần trước tiên em sẽ nhận định về xu hướng của DXY và các cặp tiền chính của đô la và phương pháp để dự đoán cái xu hướng của các cặp tiền bằng phương pháp hành động giá và làm sao để có được cái tâm lý ổn định nhất khi chúng ta giao dịch, và phần sau cuối là phần thực chiến. Anh chị có câu hỏi nào về phân tích các cặp tiền dựa trên hành động giá thì anh chị cứ comment ở trong cái khung chat nhé. Sau khi phân tích xong thì em sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của anh chị. Trước tiên em sẽ phân tích xu hướng của các cặp tiền chính trong tuần này và cũng như trong dài hạn hơn. Trước tiên là về đồng AUD/USD thì em sẽ phân tích xu hướng dài hạn và tìm các cái điểm vào lệnh cho anh chị nhé. Về AUD/USD thì trước tiên là chúng ta để mà nhìn nhận một cặp tiền ấy, thì em sẽ phân tích từ khung lớn xuống khung nhỏ. Các cái khung lớn thì chúng ta để xác định cái xu hướng chính của nó, và cái khung nhỏ thì chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh. Trước tiên về AUD/USD thì chúng ta nhìn trên biểu đồ tuần này thì chúng ta vẫn thấy là một cái cây nến đang tiếp tục tăng. Thì trong tuần này ấy, thì nhìn chung thì để nhìn về cây nến tuần của AUD/USD thì có thể nó vẫn sẽ tiếp tục tăng nhẹ nữa. Nhìn đến tuần thì chúng ta có thể dự đoán là cặp này có thể tiếp tục tăng nhẹ đến khoảng vùng kháng cự ở đây là vùng 0.7270. Đấy là trước khung tuần thì chúng ta có thể dự đoán là một cây nến tăng nhẹ. Sẽ có hai trường hợp xảy ra đối với cái cặp AUD/USD này. Đấy là trong cái nến tuần này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đấy là nó tiếp tục tăng thẳng lên cái vùng kháng cự này. Và trường hợp thứ hai ấy, là nó có thể rút chân ngay tại đây. Nhưng nhìn chung xu hướng ngắn hạn trong cái tuần này nó vẫn sẽ là tăng là chính. Nên là chúng ta vẫn ưu tiên cái việc mà mua lên hơn đối với cặp tiền này. Bởi vì đồng AUD và đồng NZD hiện tại ấy, nó cũng đang khá là mạnh. Ở trên biểu đồ D, biểu đồ ngày thì anh chị có thể thấy là liên tiếp là hình thành những cái xu hướng tăng ở trên biểu đồ ngày đây, và nó chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta vẫn bám theo cái xu hướng trong tuần này, đấy là vẫn tìm các cái điểm mua lên đối với đồng AUD/USD. Mở các khung nhỏ hơn như khung H4. Cái khung H4 thì chúng ta có thể thấy ở đây AUD/USD đã có một cái xu hướng tăng khá là dài ở đây. Nhưng hiện tại thì sau những cái sóng tăng liên tục ấy, thì cái cặp tiền này nó đang có cái dấu hiệu tích lũy đi ngang này, trong cái vùng này. Đó, thì để mà mua được với cặp tiền này ấy, thì chúng ta cần chờ một cái nhịp điều chỉnh, bởi vì hiện tại ấy, thì AUD/USD giá nó đang ở cái vùng kháng cự này. Nó cũng là một cái vùng đỉnh cũ trước đó. Thì để mà mua ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó không phải một cái điểm vào lệnh đẹp với cặp tiền này, bởi vì là rất là có thể AUD/USD nó sẽ có một cái nhịp hồi về vùng dưới này rồi nó mới đi lên. Bởi vì nhìn cái cấu trúc chung của thị trường ấy, thì nó sẽ có hai dạng chính, đấy là thị trường có xu hướng và sideways. Thì thường thì khi một thị trường có xu hướng và đi với một xu hướng dài ấy, tiếp sau của một cái xu hướng dài thì thường nó sẽ tích lũy đi ngang và tiếp tục xu hướng hoặc là phá vỡ đảo chiều quay xuống. Thì nhìn chung cặp này nó sẽ là hiện tại trong ngắn hạn thì AU nó sẽ tích lũy đi ngang ở trong vùng này. AUD/USD sẽ tích lũy đi ngang trong vùng 0.7150 này đến 0.7230. Thì với cặp tiền này chúng ta nên chờ giá có một nhịp hồi về khoảng vùng hỗ trợ này 0.7150 và chúng ta tiếp tục mua lên với cặp tiền này. Ít nhất trong ngắn hạn thì có thể AU sẽ lên đến vùng 0.7270 này. Sau đó nó mới có thể đảo chiều. Bởi vì nhìn chung trên biểu đồ H4 thì cái xu hướng tăng nó vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn đang ở trong cái xu hướng tăng nên là chúng ta vẫn sẽ chờ mua lên thôi. Cặp này thì mọi người có thể chờ mua lên ở vùng 0.7150 này. SL chúng ta có thể đặt dưới của cái bóng lý một chút này, khoảng 0.7110 đến 0.7120. Và TP chúng ta đặt ở trên này hoặc là trên vùng đỉnh trên này. Thì đối với cái lệnh này tỷ lệ của nó ít nhất nếu mà chúng ta đặt SL ở vùng 0.7110 này và TP ở 0.7230 thì cái tỷ lệ của nó ít nhất cũng là 1-2, nó cũng đáng để vào lệnh rồi. Vì thường thì một cái lệnh mà có tỷ lệ tốt thì nó sẽ dao động ít nhất là khoảng 1-1.5
đến 1.2 hoặc 1.3, 1.4 thì càng tốt. Với cặp tiền này chúng ta sẽ chờ mua ở vùng này mọi người nhé. Tiếp theo đấy là đồng NZD USD. AUD và NZD thì nó là hai cái đồng tiền tương tự gần như nhau rồi, bởi vì khi mọi người mà giao dịch lâu ấy thì mọi người sẽ thấy là cái hai cái đồng tiền này cái tính chất của nó gần như tương đương nhau. Nên là khi mà AU mà có xu hướng tăng ấy, thì thường thì NU nó cũng sẽ như vậy. Cái xu hướng của nó cũng sẽ là tăng. Thì trên biểu đồ tuần ở đây thì chúng ta có thể nhìn này. Cái cây nến hiện tại ấy, nó là một cây nến pin 3. Và thường thì để kết thúc cái cây nến tuần này ấy, nó sẽ rất khó là một cái cây nến mà đẩy quá mạnh lên trên này. Bởi vì là hôm nay là thứ năm rồi, thứ năm gần như là cuối tuần. Và cái cây nến nó vẫn đang là một cái cây nến pin 3 như này. Thì có thể hôm nay và ngày mai ấy, ngày mai thì sẽ có tin on farm của đô, nên có thể là nó sẽ biến động mạnh. Nhưng ít nhất là trong ngắn hạn mà chưa có tin tức gì mạnh ấy, thì cái đồng này nó cũng sẽ, chúng ta nhìn trên nến tuần ấy, chúng ta sẽ chỉ thấy nó sideways ở trong cái đoạn bóng nến này thôi. Chủ yếu là sẽ như vậy. Trên biểu đồ D đây mọi người có thể thấy giá nó sau một cái nhịp giảm dài này thì giá nó vẫn đang ở cái nhịp hồi lên. Đó, thì có thể là trên biểu đồ D ấy, ít nhất là nó sẽ đi lên vùng này. Nó cũng giống như AU thôi. NU vẫn sẽ có thể là tăng nhẹ từ giờ đến cuối tuần và có thể là sẽ giảm vào tuần sau. Ở đây trên biểu đồ H4 thì nó cũng gần như AU, nó đang sideways. Đó, để hiểu rõ hơn về các cái cặp tiền U thì em lại phân tích cho mọi người về chỉ số DXY. Thường thì em sẽ phân tích cái chỉ số DXY trước khi mà em phân tích các cặp tiền, nhưng mà hôm nay em sẽ có sự nhận định đầu về hai cặp AU và NU trước, bởi vì là hai cái đồng AUD và NZD nó cũng đang khá là mạnh, nên là có thể là nó chưa bị chi phối nhiều bởi vì cái sức mạnh của đồng đô, trừ khi là ngày mai ấy, đồng đô nó ra tin và nó biến động cực kỳ mạnh thì lúc đấy cái biểu đồ AU và NU nó mới có sự dao động theo. Nhìn chung về DXY thì chúng ta có thể thấy là trên cái biểu đồ WIC ấy, thì cái xu hướng chính của nó là xu hướng tăng, nhưng trong 2 tuần gần đây thì DXY đã có cái sự điều chỉnh giảm khá là sâu, nhưng nhìn chung thì xu hướng chính của cái DXY này vẫn là tăng. Trong tuần này thì em đánh giá có thể cái trên cái nến wick này thì nó sẽ là một cái cây pin 3 hoặc là một cây nến nhấn chìm, một cây nến này rồi tiếp tục đi lên. Thì thường xu hướng DXY nó có thể là đi lên đây rồi nó sideways ở trong cái vùng này, tích lũy ngang trong vùng này, bởi vì là một cái cấu trúc chính của thị trường thường sẽ là có một xu hướng tăng mạnh như này rồi sau đó sideways trong vùng này chẳng hạn, thì sau đó nó mới sẽ phá vỡ đi lên hoặc đi xuống và thể hiện là cái xu hướng tiếp theo. Còn thường khi mà sau một cái xu hướng chính mạnh như này thì rất ít khi mà nó sẽ giảm dốc một phát xuống sâu như này, mà thường nó sẽ sideways rồi nó mới có cái xu hướng tiếp theo. Thì DXY nhìn chung ấy, thì trong khoảng 1-2 tuần nữa có thể nó sẽ về lại đỉnh cũ 105.00 này. Ở trên biểu đồ D thì chúng ta có thể thấy là sau một cái nhịp điều chỉnh trong 2 tuần liên tiếp vừa rồi ấy, thì nó đã xuất hiện cái cây nến D này, nó bắt đầu tăng trở lại rồi. Thì có thể là hiện tại ấy, thì cái chỉ số này nó sẽ chưa tăng ngay được đâu, mà nó vẫn sẽ đi ngang thôi. Nó sẽ đi ngang ngắn ở trong cái vùng này. Sẽ tích lũy ngắn ở trong vùng này rồi nó mới đi lên. Cái việc mà DXY nó đi như nào thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tin của đô vào ngày mai. Nhưng theo em đánh giá thì DXY vẫn sẽ tăng thôi. Ít nhất là trong khoảng 1-2 tuần nữa nó vẫn sẽ tăng về lại đỉnh cũ 105.00. Thì thường thì những cái sự khi mà DXY tăng lại, xu hướng của các cái cặp XXXUSD này, kiểu EU này, GU này, đó, AUNU ấy, thì thường nó sẽ trong 1-2 tuần tới ấy, nó sẽ có sự thiên về xu hướng giảm, bởi vì đô tăng, mà đô tăng thì những cái đồng kia nó sẽ yếu hơn so với đô, thì nó cái xu hướng của nó sẽ là giảm. Còn nếu các cặp tiền có đầu U như kiểu USD Japan Yen này, USD CHF hay USD CAD thì khi mà đô tăng quá mạnh thì thường nó cũng, những cái đồng đấy nó cũng sẽ có xu hướng tăng theo. Tiếp theo là Euro USD tiếp theo chúng ta sẽ mở nến tuần lên để xem cái xu hướng của nó. Đó, thì mọi người có thể thấy này, cái xu hướng
tuần, cái xu hướng dài hạn của EURUSD nó vẫn sẽ là một cái xu hướng giảm, nhưng hiện tại thì nó đang ở trong cái nhịp điều chỉnh này. Để chúng ta nếu mà để sell dài hạn với cặp EURUSD này thì mọi người sẽ cần một chờ một cái cây pin 3 để xác nhận là cái nhịp điều chỉnh trên nến tuần này nó kết thúc thì chúng ta mới có thể sell xuống. Còn hiện tại thì nhìn trên nến tuần thì chúng ta vẫn có thể dự đoán là nó đã đang ở cái nến điều chỉnh ấy, tức vẫn nhịp điều chỉnh lên, thì chúng ta chưa thể sell ngay xuống được, bởi vì là ở đây nó đang nhịp điều chỉnh này thì có thể là nó sẽ tăng nhẹ lên phía trên này nữa rồi nó mới đi xuống cơ. Đấy, nhìn chung ở trên cái nến tuần nó sẽ như vậy. Tiếp theo chúng ta mở đến ngày lên. Mở đến ngày thì nhìn chung thì EURUSD này ở trên đến ngày ấy, nó vẫn đang ở cái nhịp điều chỉnh tăng. Thì theo như em đánh giá với cặp tiền này ấy, thì có thể trong một hai nến tiếp theo nó sẽ tăng nhẹ lên đây, rồi tích lũy ở trong cái vùng này, rồi sau đó cũng có thể nó sẽ phá vỡ đi xuống. Trên biểu đồ H4 thì chúng ta lại nhìn rõ ràng hơn về cái xu hướng giảm của cặp tiền này. Đây mọi người có thể thấy này, ở trước đó là chúng ta có một cái xu hướng tăng và nó đã bị phá vỡ ở cái trendline tăng và nó đang hình thành cái xu hướng giảm. Nếu mà mọi người sell theo biểu đồ H4, nếu mà trên đêm 1 nha, trên đêm 1 thì nó không thực sự rõ ràng. Trừ khi là cái cây nến này nó rút xuống tạo thành một cây pin 3 đẩy xuống thì nó sẽ rõ ràng là một cái xu hướng giảm hẳn hơn. Còn trên biểu đồ H4 ấy, thì mọi người sẽ thấy cái xu hướng giảm nó sẽ rõ ràng hơn là trên D1. Bởi vì D1 nó chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy khoảng 2 đến 3 cây nến gần đấy nhất, nó là một cái cụm nến khá lằng ngoằng, chúng ta chưa xác định được cái xu hướng rõ ràng của nó. Còn trên biểu đồ H4 này thì mọi người thấy một cái xu hướng tăng đang bị phá vỡ, và có thể là trong ngắn hạn ấy, trong ngắn hạn thì cái cặp EURUSD nó sẽ về vùng đáy này. Nhưng đối với cá nhân em ấy, thì em thấy cái cặp tiền này thì nó chưa phải là một cái cơ hội tốt để giao dịch. Ít nhất là nếu trong ngắn hạn thì mọi người cần chờ thêm một cái pin 3 ở đây nữa thể hiện lực đẩy xuống thì chúng ta mới sell được xuống. Còn đâu nhìn trên cái các cái cây nến trước đấy thì nó vẫn đang ở cái nhịp điều chỉnh tăng. Khi nào mà EU có một cái cây pin 3 có cái bóng dài ở phía trên và có lực đẩy mạnh xuống phía dưới này, chúng ta có thể sell ngắn cái cặp tiền này xuống ít nhất là cái vùng đáy cũ này, hoặc là xuống sâu hơn. Nhưng với cặp tiền này thì em sẽ thiên về cái sự chờ đợi hơn, thì em sẽ chờ đợi một cái nhịp nó giảm hẳn, phá vỡ khỏi cái đáy này, đáy 1.0630 này, để nó thể hiện là một cái xu hướng giảm nó rõ ràng hơn, thì lúc đấy nó giảm xuống phá vỡ khỏi đáy này này và nó có một nhịp điều chỉnh. Điều chỉnh về đây thì chúng ta sẽ sell cái điểm này nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi đó cái xu hướng giảm của EURUSD nó đã hình thành một cách rõ ràng hơn. Đối với những anh chị mà giao dịch chưa lâu ấy, anh chị chưa xác định rõ ràng được cái xu hướng của các cặp tiền ấy, thì chúng ta không nên giao dịch ở những cái điểm nó quá là lờ mờ, thì chúng ta nên tìm những cái điểm mà nó rõ ràng hơn ấy, và chúng ta giao dịch có thể là cái tỷ lệ TPSL của nó không được tốt, nhưng cái việc mà chúng ta sell những cái vùng hỗ trợ kháng cự mạnh. Nhưng mà ở đây nó sẽ là kiểu giao dịch theo xu hướng ấy, thì nó sẽ có sự an toàn hơn. Đương nhiên là cái sự nó có sự an toàn ấy, an toàn hơn thì cái tỷ lệ lợi nhuận nó cũng sẽ thấp hơn. Bởi vì cái rủi ro nó là nguồn gốc của lợi nhuận mà anh chị, đúng không ạ? Thì khi mà cái rủi ro nó càng cao ấy thì cái lợi nhuận nó sẽ càng cao. Nhưng mà đối với những người mới thì chúng ta không nên đẩy cái việc rủi ro ở trong giao dịch lên quá cao, bởi vì như thế mọi người sẽ chưa kiểm soát được ấy, chưa kiểm soát được cái tài khoản của mình thì nó sẽ rất dễ dẫn đến thua lỗ. Tiếp theo đấy là GBPUSD. GBPUSD thì ở trên biểu đồ week đi, trên biểu đồ tuần thì chúng ta có thể thấy cũng rất là rõ ràng một cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng giảm. Nhưng mà trong hai cái nến tuần gần nhất ấy, thì cái cặp GBPUSD này nó đang ở cái nhịp điều chỉnh, và đến cây nến tuần này nó mới bắt đầu có sự giảm trở lại này, thì cái kịch bản trên nến tuần đối với cặp GBPUSD này thì theo em đánh giá nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, nó sẽ là hình thành một cây nến nhấn chìm cây nến này, cái nến trước đó để xác nhận là nó sẽ tiếp tục giảm. Và thứ hai ấy, nó là một cái nến pin 3 ở đây cũng để xác nhận xu hướng giảm bắt đầu quay trở lại. Thì đối với cặp tiền này mà để mọi người giao dịch dài hạn ấy, thì cái tốt nhất đấy là chúng ta chờ
chờ hết cái cây nến này để nó xác, nó là một cái nến xác nhận nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh này, chúng ta sell xuống. Nhìn chung thì xu hướng chính của GU trong khoảng 2-3 tuần tới, tức là khoảng 2-3 cây nến này thì nó sẽ vẫn là xu hướng giảm, và có thể nó sẽ giảm về cái vùng đáy cũ này 1.2200. Mọi người lưu ý là các cái vùng số tròn ấy, nó như kiểu 1.2200 này, 1.2300, 1.2400 chẳng hạn, nó cũng sẽ là những cái vùng hỗ trợ kháng cự nhẹ. Nếu mà trước đó nó không xuất hiện các cái đỉnh cũ đáy cũ thì nó cũng sẽ là có thể coi là một cái vùng hỗ trợ kháng cự nhẹ đối với các cặp tiền. Bởi vì khi mà anh chị giao dịch ấy, có thể mọi người hay đặt TPSL ở những cái vùng số tròn đúng không ạ? Đó, thì ở những cái vùng đấy là những cái vùng mà nó sẽ dễ xảy ra các cái phản ứng giá hất ngược lại, thì nó cũng sẽ là một vùng hỗ trợ kháng cự nhẹ. Thì xu hướng chính của GU ở trên cái biểu đồ Wick sẽ là xu hướng giảm. Trên D1 này thì mọi người có thể thấy này, sau những cái nhịp điều chỉnh dài thì cái cặp GBP USD này, nó đang bắt đầu thể hiện sự giảm trở lại. Thể hiện rõ nhất đấy là cây nến ngày hôm qua, nó là một cái cây nến giảm khá là mạnh, và nó đã phá vỡ cái trend line ở đây, trend line tăng ở đây trên biểu đồ H4 này. Mọi người có thể thấy nó đã phá vỡ cái trend line tăng ở đây và nó đang xác nhận là giảm trở lại. Đối với cặp tiền này thì nó rõ ràng hơn cặp EU, đấy là nhìn nó, nếu mà mọi người nhìn trên hành động giá thì có thể rất dễ thấy nó sẽ đi xuống ít nhất là đến đây đó. Thì với cặp tiền này chúng ta có thể sell ngay giá hiện tại cũng được, bởi vì là mọi người nhìn ở đây này, giá phá vỡ trend line tăng để xác nhận là cái sự xu hướng giảm nó đang quay trở lại này, và xu hướng giảm quay trở lại bắt đầu từ đây này đó, và nó có một nhịp điều chỉnh và nó đang gần như là kết thúc cái nhịp điều chỉnh để tiếp tục đi xuống. Thì cái cặp tiền này rất dễ là trong ngắn hạn nó sẽ đi xuống ít nhất là đến đây, rồi nó lại điều chỉnh chẳng hạn đó, rồi lại đi xuống. Thì đối với cặp tiền này chúng ta có thể sell ngay giá hiện tại được, sell ngay giá hiện tại 1.2530 này. Thì SL chúng ta chỉ đặt ở trên cái bóng nến này một chút thôi. Thì mọi người nên lưu ý là những cái bóng nến như này chúng ta nên đặt cái SL của nó chênh lên soi bóng nến khoảng 10-20 pip để tránh cái trường hợp mà bị quét SL rồi mới đi xuống. Ở đây cái đỉnh của nó là 1.2570 này, chúng ta có thể đặt lên 1.2580 hoặc là 90 gì đấy đó. Vậy TP nếu mà ở đây thì chúng ta đặt ở dưới này chúng ta sẽ chỉ đặt được tỷ lệ khoảng 1:1 thôi, hoặc là chúng ta có đặt sâu hơn dưới này. Đối với cặp tiền này thì em nghĩ là TP chúng ta hoàn toàn có thể đặt sâu hơn phía dưới này, như ở đây là vùng khoảng 1.2400, sell ngay giá hiện tại và TP đặt xuống phía dưới này đó. Thì em nghĩ là nó sẽ xuống hẳn đây hoặc xuống đến đây rồi cũng sẽ có một tìm hồi hồi nhẹ rồi lại tiếp tục đi xuống đó. Xu hướng chính của GU thì vẫn là xu hướng giảm, mọi người có thể cân nhắc sell ngay tại giá hiện tại. Tiếp theo là USDCHF. USDCHF trên biểu đồ tuần thì mọi người cũng có thể thấy là cái xu hướng trên biểu đồ tuần ấy vẫn là xu hướng tăng, nhưng mà hiện tại nó đang ở một cái nhịp điều chỉnh rất là sâu. Thì cái vùng mà hỗ trợ tốt nhất đối với cặp USDCHF này nó là chính là vùng 0.9474 này, thì khoảng vùng 0.9500. Thì nhìn trên biểu đồ Wick của cặp USDCHF này chúng ta cũng chưa thấy một cái dấu hiệu tăng rõ ràng trở lại, trừ khi là kết thúc cây nến tuần này nó ở đây nó là một cây nến pin 3 thì hoặc là một cây nến doji chẳng hạn, thì chúng ta lúc đấy nó mới xác nhận là cái nhịp điều chỉnh nó đã kết thúc. Còn nhìn trên nến tuần thì có thể là nó sẽ vẫn sẽ đi ngang ở trong cái vùng này thôi, gần như đi ngang tích lũy để kết thúc cái đợt điều chỉnh này rồi nó mới đi lên đó. Thì trên biểu đồ D1 này thì mọi người có thể thấy là giá đây, kết thúc một cái nhịp điều chỉnh đấy, ở đây mọi người có thể thấy nhá, cái nhịp điều chỉnh ở đây nó đang kết thúc bằng những cái cây nến thân nhỏ này. Những cái cây nến thân nhỏ ấy, trong hành động giá ấy, nó thể hiện là những cái cây nến mà nó có sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán, tức là khi mà giá ở trên đỉnh này nó điều chỉnh về đây và nó hình thành các cái cây cụm cây nến nhỏ này thì nó thể hiện là cái thị trường nó đang có sự lưỡng lự. Không hẳn là khi mà có cái cây nến này nó sẽ đảo chiều ngay đâu, mà có thể là nó sẽ tích lũy ngang, nếu mà cái lực giảm quá mạnh nó vẫn sẽ phá vỡ đi xuống thôi. Nhưng mà nhìn chung thì khi mà nó xuất hiện các cái cụm nến này thì nó sẽ có sự sideway ở trong cái vùng này trước khi nó có cái xu phá vỡ và thể hiện là cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Thì nhìn chung ở trên cặp USDCHF thì nó vẫn đang là sideway ở trong vùng này. Trong ngắn hạn ấy, thì mọi người có thể chờ mua.
chờ mua tại vùng hỗ trợ này 0.9550. SL chúng ta đặt phía dưới này thôi, khoảng 0.9510 đến 0.9520. Và TP thì chúng ta đặt ở phía trên này. Đến là USDCHF thì ở đây nó sẽ là kiểu giao dịch sideways trong ngắn hạn là chính, chứ chưa phải là giao dịch theo xu hướng. Bởi vì là cặp tiền này nó đang ở cái giai đoạn tích lũy và chờ phá vỡ của cái vùng tích lũy này. Tiếp theo là USD Japan Yen. USD Japan Yen thì mọi người có thể nhìn thấy khá rõ là cái xu hướng của nó đang tăng, và cái kênh đến tuần này nó cũng tăng rất là đang tăng khá là mạnh, thì chúng ta có thể nhìn thấy khá rõ ràng là xu hướng của cặp tiền này là xu hướng tăng. Trên biểu đồ D1 cũng vậy, ngày hôm qua đấy là một kênh đến tăng rất là mạnh, nhưng đến ngày hôm nay thì có vẻ như là cái lực tăng nó đang bị chững lại, nó đang có sự tích nén lại, tích lũy đi ngang trước khi mà nó phá vỡ đi lên. Cái sự tích lũy này chúng ta có thể nhìn rõ hơn ở trên các cái biểu đồ nhỏ hơn. Ở đó thì ở trên cái biểu đồ H4 này chúng ta có thể thấy một cái xu hướng tăng rất là mạnh của cặp USD Japan Yen. Sau một cái nhịp tăng mạnh này thì nó có một sự điều chỉnh nhẹ và nó đang có sự nhích nhích dần tăng trở lại ấy. Thì thường những cái cặp này nó có thể chưa tăng ngay lại được đâu, mà nó sẽ tích lũy đi ngang ở trong những vùng như này. Đó, nó sẽ tích lũy đi ngang ngắn trong khoảng một vài cây đến H4 ở đây, một cụm đến H4 chẳng hạn. Đó, rồi nó mới phá vỡ đi lên. Thì ở thời điểm hiện tại thì để mua lên thì cũng được đối với cặp tiền này, nhưng mà nó chưa thực sự đẹp nhất, bởi vì là theo như đánh giá nó vẫn sẽ có sự tích lũy đi ngang cơ, bởi vì có thể nó lên nhẹ đến đỉnh này rồi nó lại nhích xuống phía vùng hỗ trợ này cơ, chứ nó chưa thể là tăng mạnh phát ngay được. Đó, thì cặp tiền này mọi người có thể chờ mua ở vùng 1.29.50 là cái vùng đáy trước đó, thì nó sẽ tốt hơn. Đó, mọi người nhìn trên biểu đồ H1 để cho rõ nhá. Thì trên biểu đồ H1 thì có thể nó sẽ tăng nhẹ đến đỉnh này, từ này hồi xuống đây, rồi sau đó mới phá vỡ đi lên. Thì đối với cặp USD Japan Yen này chúng ta sẽ chờ mua tại vùng 129.50. TP chúng ta đặt ở đỉnh này hoặc là xa hơn nữa, là trên các cái vùng này. Cặp USD Japan Yen thì theo như em đánh giá thì nó sẽ ít nhất là lên đến cái vùng đỉnh cũ ở phía trên này cơ. Đấy, là khoảng vùng 131.00 này. Đó, chúng ta chờ mua ở đây và đặt TP phía trên này. SL chúng ta chỉ cần đặt dưới phía này một chút thôi, khoảng 129.00 này, 50 pip. TP thì mọi người có thể đặt khoảng 100 đến 150 pip. Tỷ lệ sẽ dao động khoảng 12 đến 13. USD CAD. Cặp USD CAD này thì trên biểu đồ tuần này thì mọi người có thể thấy. Mọi người nhìn zoom lên biểu đồ tuần nhá. Thì có thể thấy nó đang ở cái vùng gần như là kênh giá tăng. Kênh giá tăng nhưng nó lại đang ở cái đoạn điều chỉnh của kênh giá tăng cơ. Tức là cái cặp tiền này có thể nó vẫn sẽ giảm nhẹ xuống đây rồi nó mới tăng lên cơ, chứ nó chưa thể tăng lên được. Cái này chúng ta có thể nhìn rõ ràng hơn ở các cái biểu đồ D1 hoặc H4. Ở đây trên biểu đồ D1 đây thì mọi người có thấy là cái xu hướng giảm của cặp USD CAD đang rất là mạnh. Đó, và nó chưa có dấu hiệu đảo chiều. Thì theo như em đánh giá thì cái cặp tiền này xu hướng chính của nó trong khoảng tuần này đến tuần sau vẫn sẽ xu hướng giảm và có thể về cái vùng ở đáy phía dưới này 1.2500 này. Thì chiến lược đối với cặp USD CAD này là chúng ta sẽ sell xuống, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa thể sell ngay được, bởi vì là mọi người có thể thấy này, cặp USD CAD nó đang tích lũy đi ngang ở trong vùng này đó, và nó chưa có dấu hiệu phá vỡ đi xuống. Thì đối với USD CAD có thể nó vẫn sẽ có một nhịp hồi lên phía trên này đó, và chạm cái phần trend line này rồi nó mới đi xuống cơ. Thì cặp tiền này chúng ta cũng sẽ chờ sell thôi, chờ sell tại vùng 1.2680. SL chúng ta chỉ cần đặt trên này một chút, 1.2710 là khoảng 340 pip. TP chúng ta đặt ở phía đáy này. Nếu mà mọi người giao dịch ngắn hạn thì đặt ở phía vùng hỗ trợ này thì cái tỷ lệ của nó cũng khá là ok rồi, nó khoảng 1-2. Còn nếu mọi người giao dịch xa hơn nữa thì có đặt phía xuống dưới xa hơn nữa thì tỷ lệ nó sẽ càng tốt hơn. Nhưng đối với cặp USD CAD này thì theo như em là đánh giá là cái phương án giao dịch tốt nhất là chúng ta chỉ nên giao dịch ngắn hạn trong cái vùng sideways này, tức là chúng ta sẽ chỉ sell, chờ sell tại vùng 1.2675 này, và TP chúng ta đặt khoảng 40 pip trên vùng này. SL thì chúng ta đặt ở ngay vùng đáy này thôi thì tỷ lệ khoảng 1-2 thôi. Chúng ta không nên giao dịch quá là dài với cặp tiền này, bởi vì là như lúc nãy em có nhận định ấy, thì cái USD, cái đồng USD ấy, xu hướng dài hạn của nó vẫn sẽ là xu hướng tăng cơ, nên khi mà
đến một thời điểm mà cái đồng đô nó tăng quá mạnh ấy, mà đồng CAD nó bị yếu đi ấy, thì có thể là nó chưa xuống hẳn đến cái vùng này, vùng phía dưới này đâu, mà nó tăng trở lại rồi. Có thể trong cái vùng sideways này nó sẽ tích lũy ngang trong cái vùng sideways này, và khi nó ra tin ngày mai và đô quá mạnh ấy, thì nó cũng hoàn toàn có thể là phá vỡ lên ngay lên phía trên này đó. Thì chúng ta sẽ chỉ nên giao dịch sideways ở trong vùng này thôi, chứ chúng ta không nên giao dịch với cái xu hướng dài hạn ở trong đối với cặp tiền USD CAD này. Tiếp theo là về vàng. Vàng thì trên biểu đồ D1 này thì mọi người có thể thấy là nó đang là hình thành hai cây nến ngày hôm qua và cây nến ngày hôm nay, đó là hai cây nến tăng và nó chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây mọi người có thể thấy là vàng nó vẫn đang ở hôm nay nó vẫn đang một cây nến tăng rất là mạnh. Thì đối với vàng ấy, xu hướng dài hạn của nó thì vẫn là xu hướng giảm cơ, nhưng mà hiện tại thì nó đang ở nhịp điều chỉnh, và có thể là cái kết cấu với cái kết cấu này ấy, thì vàng có thể nó sẽ hình thành một cái gọi là hai sóng điều chỉnh ấy, rồi nó mới tiếp tục đi xuống. Trong cái xu hướng, một cái xu hướng giảm ấy, thì nó sẽ có kết cấu như này là giảm đấy, thường là nó sẽ có xu hướng như này. Đây là cái xu hướng mọi người dễ dàng nhìn thấy nhất, đấy là có thể là ở đây là một cái trend line chẳng hạn, đó thì là một cái kết cấu giảm. Nhưng mà khi nó cũng sẽ có một cái kết cấu như này nữa, một kết cấu giảm theo kiểu sóng điều chỉnh như này, giảm xuống đây, giảm ở đây rất sâu chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ hình thành một cái sóng điều chỉnh này, và sẽ có rất nhiều người sell xuống ở cái nhịp này. Nhưng nếu mà ở đây nó một cái nhịp điều chỉnh ngắn ấy, thì có thể là nó chưa giảm xuống ngay đâu, nó chưa giảm xuống ngay như này đâu, nó chỉ giảm nhẹ như này, rồi nó lại hình thành một cái sóng điều chỉnh nữa, nó gọi là hai sóng điều chỉnh ấy, thì nó mới đi xuống hẳn cơ. Đối với vàng ở thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy, nó đang là kiểu hai sóng điều chỉnh ấy, chứ nó không hẳn là một sóng điều chỉnh. Nên là mọi người cần lưu ý là chúng ta xu hướng chính của vàng vẫn là tăng, nhưng chúng ta chưa thể tìm cái điểm sell ở ngay thời điểm hiện tại đối với vàng được, mà chúng ta phải cần chờ thêm một cái nhịp điều chỉnh sâu hơn. Nếu mà để giao dịch dài hạn với vàng thì mọi người có thể bám theo cái trend line ở đây đó, thì có thể là nó sẽ hình thành thêm một cái nhịp điều chỉnh lên phía trên nữa cơ, rồi mới đi xuống. Tất nhiên là có thể nó không lên được ngay đến trên này, bởi vì ngày mai nó có một cái tin rất là quan trọng của đồng USD, có thể là vàng nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Bởi vì khi ra tin ấy, thì mọi người đã biết là khi ra tin thì vàng có thể biến động rất là mạnh, thì lúc đấy nó sẽ đi rất là hỗn loạn. Nhưng chỉ nhìn trên phương diện phân tích kỹ thuật và chúng ta chưa bám vào tin ấy, thì mọi người có thể đánh giá là vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh lên. Ở trên biểu đồ H4 ở đây thì mọi người có thể thấy là trên biểu đồ H4 này thì vàng đang ở một cái vùng kháng cự. Nhưng theo như em đánh giá thì có thể là vàng sẽ chưa thể xuống ngay, giảm sâu ngay tại vùng kháng cự này, mà nó sẽ vẫn tiếp tục đi lên. Có thể là trong ngày mai khi ra tin vàng sẽ quét lên một cây nến rất là dài ở phía trên này, rồi nó mới đi xuống hẳn. Đó, thì đối với vàng ấy, tức là mọi người nên kiên nhẫn chờ thêm để nó điều chỉnh thêm ấy. Nên những cái vùng những cái vùng kháng cự nó cứng hơn thì chúng ta mới giao dịch. Mọi người có thể thấy ở đây, đây là một cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự khá là mạnh. Đây, nó đã tạo nên những cái đáy cũ ở đây và một cái đỉnh cũ ở đây. Đó, thì vàng ấy, chúng ta chờ sell ở trên cái vùng này, sẽ xuống dài hạn thì nó sẽ là đẹp nhất. Hiện tại thì tốt nhất là mọi người nên chờ đợi thôi. Bởi vì ở đây đang là vùng kháng cự nhẹ, kháng cự yếu của vàng, nên chúng ta cũng không thể mua lên ngay được, bởi vì có thể tại vùng kháng cự này nó đã hồi nhẹ xuống rồi. Nếu mọi người mua ngay lên ở đây thì chúng ta cũng rất dễ bị quét SL. Đó, thì cái phương án tốt nhất đối với vàng là chúng ta bám theo cái xu hướng giảm dài hạn, chúng ta chờ sell khi mà nó lên đến các cái vùng kháng cự mạnh ở phía trên này. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta tìm cái điểm sell ấy, thì chúng ta cũng phải chờ một cái cây pin 3 xác nhận, hoặc là một cây nến nhấn chìm rõ ràng xác nhận là cái kết thúc cái đợt điều chỉnh và nó bắt đầu giảm trở lại thì chúng ta mới vào lệnh. Chúng ta không giao dịch ở những cái điểm nó quá là mông lung thì cái sự an toàn nó sẽ cao hơn, cái sự rủi ro của mọi người nó sẽ giảm xuống. Đó, thì đối với vàng thì tốt nhất là lời khuyên của em đối với anh chị là chúng ta có thể chờ sell tại vùng này. Ở đây thì vùng 1900 ấy là một cái vùng rất là lý tưởng để chờ sell đối với vàng. Nếu mọi người giao dịch dài hạn thì mà mọi người không có thời gian quan sát, chúng ta có thể sell limit ở đây. Nhưng mà lưu ý là ngày mai có tin của đô nên là cái thời điểm đấy có thể giá nó sẽ đi khá là loạn. Tiếp theo là đối với dầu.
trên đến tuần thì mọi người có thể thấy khá rõ ràng, đấy là xu hướng của dầu là xu hướng tăng. Nó hình thành rất là nhiều cây nến tăng liên tiếp ở đây rồi, nên là mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy thôi. Trên biểu đồ D1, trên biểu đồ D1 thì mọi người sẽ thấy này, dầu đang hình thành những cái cấu trúc tăng giá này. Ở đây. Đây, dầu tăng này, rồi điều chỉnh. Rồi lại tăng, rồi lại điều chỉnh, rồi lại tăng. Đó, thì cái xu hướng chính của dầu nó sẽ là tăng. Và ở đây chúng ta thấy kết thúc một cái cây đến ngày hôm nay ấy, thì nó là một cái cây pin 3 có cái lực đẩy lên đối với dầu này, thì rất có thể là sau ngày hôm nay mà dầu vẫn là một cái cây nến pin 3 như này ấy, thì nó sẽ đi lên rất là mạnh, nó tiếp tục đi lên cái vùng đỉnh cũ này. Nếu mà chiến lược giao dịch với dầu ở trên cái khung ngày ấy, thì chúng ta có thể chờ kết thúc cái nến ngày này mà giá nó vẫn như này, chúng ta có thể buy ngay ở đây và SL chúng ta đặt ở dưới của cây nến ngày này một chút và TP đặt ở trên đỉnh này. Đấy là giao dịch với nến ngày thì nó sẽ dài hơn, cái lệnh này chúng ta sẽ phải chờ nó lâu hơn. Đó, nhưng mà theo như em đánh giá thì nếu mà cây nến ngày này nó kết thúc ngày mà nó chưa được cái thân nến nó chưa đẩy mạnh như trên này thì có thể nó sẽ chưa tăng ngay được, mà ngày mai nó vẫn sẽ có một cái quét, một cái nhịp quét nhẹ bóng nến xuống phía dưới này rồi nó mới tăng lên. Đây đó, mọi người có thể nhìn rõ nhất giống như những cái cây nến ở đây. Em sẽ phân tích chút cho mọi người về cái lực nến ở đây, giống như cái cây nến pin 3 này chẳng hạn, cây pin 3 màu đỏ này. Mọi người thấy đó, cây này đấy chính là cây nến này đó. Em sẽ xóa đi để cho mọi người dễ nhìn. Ở đây là một cái vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ thì ở tại vùng hỗ trợ này, tại những cái cây pin 3 này nó đã hình thành cái lực đẩy lên rồi, nhưng cái lực đẩy lên ở cái cây pin 3 này nó chưa đủ mạnh, nên là thường sau đó nó sẽ có một nhịp test lại cái đáy này nữa một lần nữa rồi nó mới đi lên. Thì nếu như cây pin 3 ngày hôm nay mà nó thân nó không dài và đủ mạnh thì ngày hôm sau nó cũng có thể có một nhịp test nhẹ xuống đáy của ngày hôm nay, cái vùng đáy của ngày hôm nay rồi nó mới đi lên cơ. Đó, chứ nó không chưa hẳn là nó sẽ đi lên ngay. Thì đối với chiến lược giao dịch trên biểu đồ D ấy, biểu đồ ngày ấy, thì mọi người có thể mua ngay nếu mà giá nó kết thúc đến ngày một cây pin 3 này. Nhưng nếu mà chúng ta giao dịch các cái biểu đồ nhỏ hơn trong các cái khung thời gian ngắn hơn thì chúng ta sẽ cần chờ một nhịp quét xuống chúng ta mua lên thì nó sẽ tối ưu hơn đối với mọi người. Để nhìn rõ cái vấn đề này hơn thì chúng ta sẽ mở biểu đồ H4. Đó, biểu đồ H4 này chúng ta thấy là một cái cây nến tăng rất là mạnh này. Nhưng mà theo như em đánh giá thì cái cây nến tăng mạnh này nó cũng chưa nên ngày đâu. Đây nó giống như cây nến này mọi người. Đó, một cây nến tăng mạnh này. Đây thể hiện lực tăng rất là mạnh đúng không? Nhưng ngay kết thúc ngày hôm đó và ngay sang đến sau những cây nến phía sau ấy, nó không lên ngay được mà nó cũng sẽ có một nhịp hồi nhẹ này. Thì cây nến này nó cũng sẽ như vậy, rất dễ như vậy, nó sẽ hồi nhẹ xuống đây và rồi nó bứt lên. Thì tương đương đấy là trên biểu đồ ngày đấy, như em có vẽ vừa vẽ thì nó cũng sẽ có một nhịp quét nhẹ xuống phía bóng nến này rồi nó mới đi lên đúng không ạ? Đó, thì để giao dịch ngắn hạn ấy, thì chúng ta sẽ vẫn chờ một nhịp quét nhẹ xuống nữa rồi chúng ta mới mua lên. Đó, thì để mà lý tưởng nhất đối với dầu mà để mua lên thì chúng ta sẽ chờ một nhịp hồi khoảng nửa thân, nửa của cây nến này là khoảng vùng này chúng ta mua lên là tối ưu nhất. Đó, chúng ta sẽ mua lên dài hạn tại nửa của cây nến này. SL thì chúng ta đặt ở phía dưới này, dưới của cái đáy cũ 111 này, chúng ta đặt phía dưới. Mọi người lưu ý là đối với vàng và dầu thì biên độ nó khá là mạnh, nên là khi mà anh chị vào lệnh, anh chị phải lưu ý là cái biên độ của nó như nào để chúng ta cân đối cái khối lượng vào lệnh đối với cái tài khoản của chúng ta. Bởi vì nếu mà ở đây cái biên độ của dầu này, mọi người có thể thấy nó khá là dài, nó rất là lớn này, thì nếu mà anh chị vào lệnh với một cái khối lượng quá lớn ấy, so với cái sức chịu đựng của tài khoản ấy, thì có thể là nó đang ở cái nhịp hồi mà nó chưa kịp hồi hết, nó chưa kịp hồi hết cái nhịp hồi để tăng lên ấy, mà tài khoản của anh chị có khi nó đã bị đóng rồi, bởi vì là không đủ tài khoản rồi. Nên là chúng ta phải lưu ý là mua thì cũng phải cân đối cái khối lượng làm sao cho phù hợp với cái tài khoản của mình để hạn chế cái rủi ro. Đấy là phần kết thúc cái phần phân tích các cái cặp tiền chính của em về các cái cặp tiền có chứa USD. Sau đây thì em sẽ tiếp tục nhận định về các cái cặp tiền khác dựa trên cái phương pháp hành động giá, cách mà em giao dịch hàng ngày nó như thế nào.
Thì hàng ngày thì em giao dịch thì em chỉ giao dịch chủ yếu là dựa trên hành động giá và kết hợp với đường MA để xác định xu hướng rõ ràng hơn thôi. Còn chỉ báo thì em còn đi không, ngoài MA ra thì em không dùng thêm cái chỉ báo nào cả. Thì theo như cái phương châm của em ấy, thì cái biểu đồ nó càng đơn giản ấy, thì chúng ta sẽ về lâu về dài mọi người xem đủ nhiều ấy, đủ cảm nhận thì mọi người sẽ thấy nó càng dễ giao dịch. Còn thường khi mà anh chị mới tập giao dịch ấy, anh chị sẽ ốp rất nhiều cái chỉ báo, có thể là 5-7 đến có khi cả chục cái chỉ báo vào cái biểu đồ ấy, thì nó sẽ rất là rối mắt và thường cái chỉ báo nó sẽ đi chậm hơn so với giá, nên là cái độ chính xác của nó không cao. Tất nhiên là cái chỉ báo nó cũng có cái sự hỗ trợ riêng của nó, mỗi chỉ báo nó có một cái tác dụng riêng, nhưng mà đối với những anh chị mà chưa có một cái chiến lược giao dịch rõ ràng ấy, thì mọi người nên hạn chế dùng chỉ báo, tức là dùng ít thôi, dùng khoảng 1-2 chỉ báo và chúng ta quan sát kỹ nó thì chúng ta sẽ hiểu nó hơn là việc mà chúng ta dùng quá nhiều chỉ báo và chúng ta sẽ bị rối mắt và không biết là chỉ báo này nó đi, chỉ báo này nó lại báo tăng nhưng chỉ báo kia nó lại báo giảm và chúng ta bị loạn, chúng ta không biết như nào nó đúng cả. Đó, đấy là phần để em nói qua về cái biểu đồ và cái phần chỉ báo. Thì nếu mà anh chị mà chưa có một cái phương pháp giao dịch tốt ấy, thì tốt nhất là anh chị nên tìm hiểu về hành động giá, bởi vì là hầu như em thấy tất cả những cái trader lớn ở trên thế giới ấy, có thể là họ vẫn dùng chỉ báo để giao dịch ấy, nhưng mà cái cốt lõi ấy, là họ vẫn hiểu về nến và hiểu về giá, các cái hành động giá như nào. Cái chỉ báo nó sẽ chỉ là cái hỗ trợ cho họ vào lệnh thôi, còn đâu họ vẫn sẽ nhìn nến và hiểu về cái hướng đi của nến thì họ sẽ giao dịch mới tốt được. Về để phần giao dịch theo xu hướng ấy, thì nó sẽ có 3 phần chính. Phương pháp giao dịch theo xu hướng thì sẽ có 3 phần chính. Đấy là trước tiên là anh chị nhận định, như em có nhận định tất cả các cái nến theo nến ngày, nến tuần này, nến ngày, nến tuần để xác định xu hướng. Thì cái phần 1 ấy, phần 1 là chúng ta đầu tiên là giao dịch theo xu hướng này, thì chúng ta có sẽ là phải là xác định xu hướng chính của một cặp tiền. Đây, một sẽ là xác định. Đó. Và hai là chúng ta sẽ tìm các điểm, tìm các vùng hỗ trợ kháng cự. Và ba là tìm điểm vào lệnh. Đó. Nó đó là ba phần chính của giao dịch dựa trên hành động giá. Thì phần xác định xu hướng chính của cặp tiền này thì như em có đã nói qua rồi đấy, để anh chị xác định một cái xu hướng chính của cặp tiền thì anh chị có thể dùng các cái phương pháp như sau. Thứ nhất là anh chị nhìn các cái biểu đồ lớn hơn. Nếu anh chị giao dịch trên biểu đồ H1 thì anh chị có thể mở biểu đồ H4 lên để nắm bắt cái xu hướng chính của cái cặp tiền H1, hoặc là anh chị giao dịch trên biểu đồ H4 thì chúng ta có thể mở biểu đồ D1 hoặc biểu đồ Quick lên để nắm bắt cái xu hướng của cái biểu đồ H4. Nếu mà giống như ở đây biểu đồ H4 này, chúng ta chỉ mở lên biểu đồ D1 thôi là chúng ta có thể nắm bắt được cái xu hướng của cặp tiền đấy rồi. Đó, thì cái phương pháp thứ nhất để xác định xu hướng đấy là phân tích đa khung thời gian. Tức là chúng ta sẽ em sẽ nốt ở đây cho mọi người có thể ghi nhớ được nhá. Đó, để xác định xu hướng này thì nó có các cái phần sau. Thứ nhất đấy là phân tích đa khung thời gian. Đó, thì chúng ta sẽ tìm các cái, xem các cái biểu đồ lớn hơn để chúng ta xác định xu hướng và vào lệnh ở các cái biểu đồ nhỏ hơn. Đó, đấy là xác định xu hướng theo phân tích đa khung thời gian. Thứ hai là mọi người có thể kẻ trên line để xác định xu hướng. Phần thứ ba, mọi người có thể dùng chỉ báo. Đó, thì hai cái chính em đang dùng đấy là phân tích đa khung thời gian và dùng trendline kết hợp với vùng hỗ trợ kháng cự. Cái dùng chỉ báo ở đây ấy, thì em cũng đang có dùng, đấy là đường MA21, nó cũng sẽ tương đương với đường MA20. Cái đường MA20 chính là cái đường giữa của Bollinger Band ấy. Nếu mà anh chị dùng Bollinger Band thì có thể áp dụng vào cái đường đường giữa của Bollinger Band để xác định xu hướng.
Thì đây em sẽ nói qua về cái xác định xu hướng theo trendline trước nhé. Trendline thì nó thường thì là khi mà một cái việc kẻ trendline nó khá là dễ thôi. Đây như em kéo lại một chút này, giả sử ở đây nhá, mọi người kẻ trend ở đây thì mọi người sẽ thấy là một cái xu hướng tăng đến tăng, đúng không? Tăng từ đây đến đây chẳng hạn. Đó, thì đang là xu hướng tăng. Nhưng khi mà cái đường trendline nó bị phá vỡ ấy, khi mà cái đường trendline nó bị phá vỡ này, nó cắt đứt cái đường trendline này, thường thì lúc đấy cái xu hướng tăng nó sẽ kết thúc và nó sẽ quay trở lại với xu hướng giảm. Đó, thì mọi người có thể áp dụng trendline. Nếu mà giả sử giá vẫn đang bám theo trendline thì chúng ta sẽ mua lên. Còn khi mà giá nó đã cắt đứt cái trendline này thì thường nó sẽ có xu hướng đi xuống. Ở đây em sẽ nói chút về cái biểu đồ hiện tại này. Thì thường những cái biểu đồ này chúng ta sẽ không thể kẻ trend được nhá. Mọi người nhìn này, ở biểu đồ này chúng ta không thể kẻ trend được đâu, bởi vì là chắc chắn là gần như là giá rất hiếm khi mà hồi phát sâu như này về đến tận đây theo trendline được. Mà ở đây để xác định được cái điểm hồi ấy, thì tại những cái vị trí như này thì thường giá nó sẽ có sự kết cấu như này, là sideways như này rồi nó mới phá vỡ đi xuống, chứ nó không đi theo trendline đâu. Bởi vì là ở đây nó là một cái sóng giảm rất là mạnh. Sóng giảm mạnh như này thường nó rất ít khi mà hồi lên một đoạn dốc như này, mà thường nó sẽ chỉ có sự sideways ở đây rồi nó đi xuống thôi. Đó, thì cái này chúng ta dùng trendline thì để giao dịch theo xu hướng giảm thì nó sẽ không chính xác, bởi vì nếu mọi người chờ nó hồi lên vùng này thì nó rất hiếm khi xảy ra. Mà chúng ta để xác định tìm cái điểm vào lệnh ở cái vùng hiện tại nhé, thì có một cái mẹo nhỏ như này, đấy là mọi người chờ giá nó đóng nó xuống phía đáy này, đó, rồi nó hồi lên trên này, trên vùng này, đó, thì là chúng ta có thể sell xuống tại đây, sell tại đây, bởi vì một cái thị trường nó sẽ có kết cấu là giảm này, rồi hồi này, rồi giảm tiếp, hoặc là giảm rồi sideways, rồi đi ngang này, rồi lại giảm tiếp. Đó, nó sẽ có hai cái chính như thế. Và khi mà ở đây trước đó là một cái sóng giảm rất là mạnh thì thường nó sẽ có kết cấu là giảm rồi đi sideways như này, rồi giảm tiếp, bởi vì xu hướng giảm của nó đang rất là mạnh, chứ nó sẽ không có một nhịp hồi quá sâu dốc như này. Đó, thì cái này mọi người có thể tìm điểm hồi nếu mà ra theo xu hướng, thì là hồi chờ hồi về đây. Nếu mà giá nó giảm đây và hồi về đây một lần nữa thì cái điểm này là cái điểm khá là rõ ràng để chúng ta sell xuống. Đây là giao dịch rất là dài nhá. Mọi người để ý là nếu mà biểu đồ D1 thì chúng ta phải đợi chờ rất là lâu. Nên là chúng ta sẽ chỉ giao dịch ngắn, tìm trend thì chúng ta sẽ chỉ ngắn trong cái khung này, thì mọi người lại chờ giá giảm ở đây chẳng hạn. Đó, rồi chờ một nhịp hồi hoặc là có một cái nhịp sideways ở như này, chúng ta sell xuống thôi, xuống về đáy này. Đó, thì biểu đồ D1 ấy, nó mọi người nhìn rất là xa, còn đó biểu đồ H4 này, chúng ta sẽ nhìn ngắn hơn, nó sẽ giảm ở đây này. Đó, thì chúng ta chờ một nhịp giảm rồi hồi hoặc là sideways, chúng ta bắt đầu sell xuống ở quanh những cái vùng như này, sell xuống phía dưới như này. Đó. Đấy là phần thứ hai là phần trendline. Để mọi người giao dịch sử dụng trendline một cách mà nó dễ dàng nhất và thường nó tối ưu nhất thì mọi người nên giao dịch theo cặp Euro AUD và Euro NZD, là hai cặp mà thường nó đi rất là đúng với trendline. Đây, như cái cặp này em cũng có kể trước rồi. Cái xu hướng tăng này, rồi nó phá vỡ trendline rồi bắt đầu nó quay lại xu hướng giảm này. Thường cặp EA và N để mọi người giao dịch theo trendline nó rất là chính xác. Nếu như theo kinh nghiệm của em thì hai cặp này là hai cặp để giao dịch theo trendline nó gần như là dễ nhất. Nó dễ nhìn nhất bởi vì là thường thì nó bám khá sát trendline. Với cặp này thì theo như em dự đoán thì khả năng nó sẽ đi xuống đây rồi nó hồi rồi đi xuống tiếp. Đó, hoặc là kịch bản thứ hai là nếu nó không giảm xuống ngay mà nó hồi lên đây thì chúng ta cũng sẽ sell xuống ở đây. Thì chúng ta sẽ có hai kịch bản để sell, là một sell ở đây, hai là sell ở đây. Sell ở điểm 1 này này. Đây điểm số 1 nhá. Thì sell khi mà nếu nó hồi ngay lên đây thì chúng ta sell xuống. Còn điểm sell ở điểm số 2 này thì là nó phải phá vỡ khỏi vùng này và nó hồi thì chúng ta mới sell xuống. Đó. Hai kịch bản với cặp EA mà giao dịch theo xu hướng. Sell trendline. Còn tiếp theo đấy là dùng chỉ báo. Dùng chỉ báo thì như em đang dùng ở đây đấy là đường MA21 hoặc là SMA20. Mọi người dùng cái nào cũng được, nó gần như tương đương nhau. Thì những cái này nó sẽ chỉ giao dịch mọi người giao chỉ báo này sẽ chỉ giao dịch ở trong những cái sóng ngắn thôi.
Còn nếu sau trong sóng dài ấy, chúng ta không thể giao dịch được, bởi vì là nó trong sóng dài thì mọi người cần dùng những cái chỉ báo nó cao hơn. Nhưng mà em thì chủ yếu giao dịch ở những cái đoạn vừa vừa, còn nếu mà giao dịch dài hạn ấy, thì em sẽ dùng phân tích đa khung là chính để nắm bắt xu hướng. Còn đâu nếu mà để giao dịch dài hạn mà dùng những cái đường này mà trên biểu đồ nhỏ ấy, thì thường nó sẽ không chính xác. Ở đây chúng ta thấy trong cái xu hướng tăng này đó, thì giá nó cũng nó bám khá sát vào những cái đường MA này. Đấy, thì khi mà giá nó hồi về các đường MA này, đó, ở đây giá các hồi về được các đường MA này, thì thường là lúc mà kết thúc cái nhịp điều chỉnh nó tiếp tục đi lên. Đó, thì ở đây cũng tương tự như vậy nhá. Nó giống như cái đoạn này này. Giá nó đang bám sát vào MA này, giá giảm này, rồi hồi về sát MA rồi lại có thể là sẽ phá vỡ đi xuống. Đó, phá vỡ đi xuống rồi lại hồi về MA rồi lại đi xuống. Đó. Thì nhưng trong cái sóng giảm này mọi người lưu ý, trước đó là giá đã có một lần phá vỡ khỏi MA đi lên khá là cao ở đây, thì trong cái nhịp sóng hồi tiếp theo ấy, nó cũng rất dễ có một kịch bản là nó không bám sát vào MA mà nó phá hẳn lên trên này, nó giống như phá vỡ giả vậy rồi nó mới đi xuống cơ. Nên mọi người nếu mà dùng cái đường này thì cũng phải lưu ý là nó sẽ có thể là sẽ có một nhịp hồi sâu và nó không bám sát MA đâu, mà nó phá vỡ hẳn khỏi MA như thế này rồi nó mới đi xuống cơ. Đó, thì có thể là ở đây mọi người giao dịch bám sát theo cái trend line này, khi mà giá hồi về trend thì nó sell xuống, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy là phần thứ nhất là đối với giao dịch sử dụng price action, đấy là xác định xu hướng. Phần thứ hai đấy là tìm các vùng hỗ trợ kháng cự. Tìm các vùng hỗ trợ kháng cự này thì nó khá đơn giản thôi, bởi vì là mọi người có thể dùng các cái chỉ báo để nó báo các vùng hỗ trợ kháng cự, hoặc chúng ta vẽ bằng tay cũng được, bởi vì là nó nhìn nó là cái vùng đỉnh cũ đáy cũ ấy, thì mọi người nhìn khá là rõ ràng thôi. Đó, thì như ở đây cặp tiền này chẳng hạn, thì ở đây là một cái đáy này, ở phía đây là một cái đỉnh gần nhất này. Đó, thì đây là các cái vùng hỗ trợ kháng cự, thì chúng ta nên mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự thì cái xác suất thắng nó sẽ cao. Còn ở những cái vùng lưng chừng này này thì nó không bám theo vùng hỗ trợ kháng cự ấy, thì nó sẽ đi khá loạn, nó có sự chính xác không cao. Đối với cặp này thì ở đây là vùng hỗ trợ đúng không? Thì như này em nói kịch bản số 1 ấy, là kịch bản giá hồi lên đây rồi đi xuống. Đó, thì cái này cặp euro AUD euro NZD này, thì cái kịch bản số 1 nó dễ xảy ra nhất, đấy là giá đi sideways trong vùng này về những vùng kháng cự này rồi đi xuống. Đó, thì các cái vùng hỗ trợ kháng cự thì nó khá là đơn giản thôi, bởi vì là mọi người chỉ cần hiểu là giá thường có xu hướng là đi về vùng hỗ trợ rồi lại bật lên vùng kháng cự rồi lại đi xuống. Còn trong một cái xu hướng giảm ấy thì nó có thể là phá vỡ vùng hỗ trợ rồi đó, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái vùng đỉnh cũ đáy cũ. Giống như ở đây là một xu hướng tăng chẳng hạn, ở đây là một xu hướng tăng đó, thì nó sẽ ít khi nó hồi về các cái vùng đáy cũ đỉnh cũ đúng không, nhưng mà nó sẽ hồi về các cái vùng, giả sử như ở đây mọi người thấy nhá, giá tăng lên đây thì đây là một vùng đỉnh cũ, là vùng kháng cự đúng không? Đó, nhưng khi nó đã phá vỡ đi lên rồi thì cái vùng kháng cự này nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ của cái nhịp điều chỉnh này. Đấy, khi mà nó phá vỡ khỏi đỉnh cũ thì nó sẽ có xu hướng hồi về cái vùng đỉnh cũ này rồi nó đi lên. Đó, thì khi đó cái vùng đỉnh cũ này là vùng kháng cự cũ ấy, nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ của cái sóng tăng này. Đó. Và mọi người lưu ý ấy, là để trong giao dịch thì nó sẽ có hai kiểu giao dịch. Nó sẽ có hai kiểu giao dịch, đấy là một đấy là gì? Một là giao dịch theo xu hướng. À hai là giao dịch sideways. Đó, thì giao dịch theo xu hướng ấy, thì chúng ta các cái vùng hỗ trợ kháng cự thì có đôi khi nó sẽ là các cái vùng của chạm vào đường trend line cơ, chứ nó không hẳn là các vùng đỉnh cũ đáy cũ đâu. Còn giao dịch sideways ấy, thì những cái vùng hỗ trợ và kháng cự ấy, nó mới rõ ràng là các cái vùng đỉnh cũ đáy cũ. Đó, để giao dịch theo xu hướng thì mọi người dùng trend line này là khá là chính xác, hoặc dùng đường MA nó khá chính xác. Giao dịch theo xu hướng thì cái thông dụng nhất đấy là chúng ta dùng trend line. Còn giao dịch sideways ấy, giao dịch sideways thì cái cấu trúc của nó thường như này, là đi ngang như này đúng không? Đó, thì
để mọi người giao dịch sideways thì tốt nhất là mọi người nên chờ mua và bán ở các cái vùng hỗ trợ kháng cự, nó chính xác nhất. Thì để định hình một cái phong cách giao dịch đối với hành động giá ấy, thì nó sẽ hầu như nó sẽ chỉ có hai cái chính như này thôi, là một là giao dịch theo xu hướng và hai giao dịch sideways. Thì nếu anh chị mới giao dịch ấy, thì cách tốt nhất để anh chị giao dịch là giao dịch sideways, thì chúng ta sẽ nắm rất rõ được cái vùng hỗ trợ kháng cự. Giờ đi ngang như này thì nó cứ chạm đến vùng hỗ trợ kháng cự, chúng ta mua lên hoặc bán xuống, và kết hợp với các cái phân tích đa khung hoặc là khác, phân tích khác như ở dùng chỉ báo để chúng ta xác định rõ là nó có bị phá vỡ khỏi cái vùng này không. Còn thường thì là nó cứ đi ngang như này, nó đi ngang như này và nó chạm vùng hỗ trợ kháng cự thì chúng ta sẽ sell xuống hoặc mua lên đó. Hoặc là còn cái phong cách giao dịch thứ hai khó hơn một chút, đó là giao dịch theo xu hướng, thì chúng ta dùng trend line như này thì nó khá dễ dàng thôi. Nhưng mọi người lưu ý là khi mà giả sử tại đây này, chúng ta có thể không giao dịch được theo trend line. Bởi vì sao? Bởi vì là sóng tăng nó đã đi một nhịp rất là xa rồi. Thường thì nó sẽ chỉ có 3 sóng tăng chính, mọi người có thể theo Elliott ấy, thì nó sẽ có 5 sóng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Thì ở đây nó như kiểu là sóng thứ 5 rồi ấy, nó là sóng gần như cuối cùng rồi, thì nó sẽ không có nhịp tăng mạnh nữa, nên là chúng ta sẽ chỉ giao dịch ở những cái sóng đầu thôi. Thì giao dịch theo trend line thì nó sẽ có độ chính xác. Còn nếu chúng ta giao dịch ở những cái điểm quá muộn này này thì nó là có thể là kết thúc cái xu hướng tăng rồi, và chúng ta bị sai hướng, sai xu hướng, lúc đấy có thể xu hướng nó chuẩn bị đảo chiều rồi thì nó sẽ không chính xác nữa. Tiếp theo đấy là tìm điểm vào lệnh. Cái thứ ba đấy là tìm điểm vào lệnh. Tìm điểm vào lệnh thì nó khá là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta giao dịch theo xu hướng chẳng hạn, một là giao dịch theo xu hướng đúng không, thì chúng ta tìm điểm vào lệnh thì chúng ta sẽ tìm các cái điểm mà nó chạm trend line này, và nó có các cụm nến đẩy lên như này, các cụm pin bar đẩy lên như này. Đó, đây là một cái điểm rất là rõ ràng, là có một cụm pin bar đẩy lên, nó thể hiện là các cái pin bar có cái bóng nến đẩy lên này, thể hiện là cái lực bán nó đã dần kết thúc và nó bắt đầu đảo chiều xu hướng. Đó, hoặc ở đây đấy, mọi người nhìn cái bóng nến này, nó là một cái bóng quét xuống, gần như là quét hết những cái SL của những cái người giao dịch mua ở đây rồi nó mới đẩy lên. Nó sau khi kết thúc cái cây nến dài này, nến có bóng dài này, thì nó là một cái lực tăng rất là mạnh và nó tăng luôn trở lại. Đấy, thì để tìm một cái điểm vào lệnh thì thường nó sẽ có hai cái cụm nến chính, đấy là thứ nhất là cụm pin bar, thứ hai là nến nhấn chìm, là giống như cây này, là cây nến nhấn chìm này. Đó, và thứ ba là đấy là fakey, nhưng mà cái fakey thì nó sẽ khó nhìn hơn một chút, và thường anh chị không chuyên về black action ấy, thì anh chị sẽ khó nhìn ra cụm nến đấy hơn. Nhưng mà để nhìn khoảng 1-2 nến thì chúng ta có thể nhìn vào pin ba hoặc là nhấn chìm này thì nó rất là dễ. Chắc là nếu anh chị giao dịch một thời gian thì anh chị nhìn các cái mô hình nến chẳng hạn, thì anh chị sẽ nhìn ngay là biết nến nào nến chìm, và cụm nến pin ba sẽ biết ngay đúng không. Đó, thì nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta có hai cái phong cách giao dịch chính là theo xu hướng và giao dịch sideways. Thì trước tiên là em nhắc lại này, là về giao dịch theo hành động giá thì nó sẽ đầu tiên là xác định theo xu hướng này. Chúng ta sẽ xác định xu hướng, thì xu hướng nó sẽ có hoặc gồm hai xu hướng, đấy là xu hướng theo xu hướng tăng hoặc giảm, đấy là giao dịch có xu hướng, và thứ hai là giao dịch không có xu hướng, tức là giao dịch sideways ấy, thì là giao dịch đi ngang. Thì chúng ta sẽ tìm các cái vùng mà giá đi ngang và chúng ta giao dịch tại các cái vùng hỗ trợ kháng cự. Còn đâu giao dịch theo xu hướng thì chúng ta sẽ giao dịch theo trend line là chính. Đó, cứ giá hồi về trend line chúng ta mua lên. Còn giao dịch sideways thì giá chạm về vùng hỗ trợ kháng cự thì chúng ta mua lên. Đó, đấy là xác định xu hướng. Thứ hai là tìm điểm vào xác định các cái vùng hỗ trợ kháng cự. Thì đấy, vùng trong trend line thì em vừa nói đấy, vùng hỗ trợ kháng cự của nó sẽ là các cái đường giá khi giá chạm về các đường trend này. Còn đâu sideways thì nó sẽ là chạm các vùng hỗ trợ kháng cự. Tìm điểm vào lệnh thì là các cái cụm nến pin ba hoặc nến nhấn chìm các thứ. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là em sẽ phân tích vài cặp cụ thể theo cái phương pháp hành động giá này cho mọi người dễ hình dung nhé. Em sẽ xem được các cặp tiền để xem cặp nào có cái điểm vào lệnh bây giờ đang là đẹp. Đây.
đây. Như cặp này thì chúng ta có thể chờ một nhịp hồi về đây. Cặp này xu hướng đang là tăng này, trên H4 này. Em không mở biểu đồ ngày lên nó sẽ rối nhá. Nó sẽ như này. Thường thì xu hướng của nó đang tăng, nó sẽ có nhịp hồi như này và mua lên. Thì mọi người có thể chờ mua. Chờ mua tại cái vùng hồi này nhá. Nhịp hồi về khoảng đây hoặc là dưới này thì càng tốt. 0.6900 này càng tốt. Cặp này thì xu hướng ngắn hạn đang là tăng, là chúng ta chờ hồi và mua lên. Đấy là giao theo xu hướng. NU thì nó là đang là giao theo sideways này. NU đang là sideways tại cái vùng này. Đây. À, tại cái vùng này. Đó. Thì mọi người thiên về sideways, tức là trả giá chạm vùng hỗ trợ kháng cự chúng ta mua lên hoặc bán xuống. NG thì cái cặp này thì giao dịch theo xu hướng nhá. Bởi vì mọi người nhìn rõ ràng đây là xu hướng là xu hướng tăng đúng không? Nhưng mà có thể mọi người lưu ý là giá đang gần đến các cái vùng kháng cự này thì xu hướng tăng có thể kết thúc. Nhưng nếu ngay tại thời điểm này mà giá có một nhịp hồi sâu chẳng hạn, hồi sâu ở đây thì cũng có thể là một cơ hội để chúng ta mua lên giao dịch theo xu hướng, theo trendline. Đó. Tiếp theo NZDCAD, cái này thì nó sẽ phức tạp hơn bởi vì mọi người có thể nhìn này, nó cái kết cấu của nó không rõ ràng. Thì nếu mà đối với anh chị mới thì chúng ta có thể bỏ qua những cặp này, chúng ta tìm những cặp khác nó tốt hơn, thì nó sẽ không bị rối. Còn để cả phân tích cặp này là xu hướng tăng hay xu hướng giảm ấy, thì chúng ta phải phân tích nó sâu sắc hơn, tức là phải nhìn rõ hơn về các cái biểu đồ khác. Nhưng để mà mới giao dịch thì chúng ta sẽ chỉ nên giao dịch những cái biểu đồ nó rõ ràng thôi. Một là xu hướng tăng giảm rõ ràng, hai là sideways rõ ràng, chúng ta giao dịch nó sẽ dễ hơn. Anh chị có muốn có phân tích về cặp tiền nào thì anh chị có thể nhắn tin vào phần khung chat nhé. GBP Japan Yen ạ. Đây, GBP Japan Yen thì mọi người cũng có thể nhìn khá rõ ràng xu hướng trên biểu đồ H4 đây là xu hướng tăng đúng không ạ? Đó, và cái vùng kháng cự tiếp theo nó là vùng này. Mọi người có thể dễ dàng hình dung như này, cái khi mà giao dịch theo xu hướng ấy thì cái giá đi ấy, nó giống như một con tàu đang đi, như một tàu hỏa đang đi vậy. Và các cái điểm, cái trạm dừng của tàu hỏa ấy, nó sẽ là các cái nhà ga đúng không ạ? Thì thường cái nhà ga nó sẽ là các cái vùng hỗ trợ kháng cự này đó. Thì như ở đây ấy, thì nó một cái con tàu hỏa vẫn đang đi theo cái đường tăng này, theo cái xu hướng tăng này đó, thì nó vẫn có thể là tiếp tục đi lên cơ đó. Khi mà chạm đến một cái vùng hỗ trợ kháng cự này, nó giống như một cái nhà ga, nó dừng lại thì có thể nó mới quay đầu hoặc là nó đi tiếp. Đó, còn đơn giản như ở đây GJ đang xu hướng là tăng. Tăng ở đây đúng không? Mọi người nhìn xu hướng tăng rõ ràng này, và cái vùng hỗ trợ tiếp, vùng kháng cự tiếp theo để nó giá nó dừng lại là vùng trên này. Đó. Thì chúng ta sẽ tìm các cái cơ hội mua lên đối với cặp tiền này. Nhưng mà mua lên ở thời điểm nào? Thì theo như em đánh giá cặp GJ này xu hướng là tăng, và vùng hỗ trợ tốt nhất để mua lên là vùng này. Đó. Thì cái kịch bản tốt nhất để mua đối với GJ là chúng ta chờ giá hồi về đây rồi chúng ta mua lên. Còn nó sideways thế này rồi đi lên thì càng tốt. Chúng ta cứ sẽ mua ở các cái vùng hỗ trợ này thôi. Trong thời gian tiếp theo nó sẽ lên cái vùng này 164.00 rồi có thể nó mới đảo chiều. Đó. Còn nó trước mắt thì GJ nó sẽ chưa giảm ngay được đâu. Đó. Cặp tiền này anh có thể chờ mua ở tại vùng 162.10 này. Đó, SL thì chúng ta đặt ở phía dưới này một chút thôi. Ở đây là giá đang bám theo cái đường MA này. Đó, thì nó cũng có thể coi MA nó cũng là một cái vùng hỗ trợ kháng cự động đối với cặp tiền này ấy. Chúng ta có thể đặt SL khoảng 5 đến 60 pip ở phía dưới này. TP chúng ta đặt ở phía trên này. Đó, đấy là kịch bản đối với GJ. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ buy limit ở đây nhé. Buy limit ở 162.10 và TP phía trên này, SL ở phía dưới này khoảng 5 đến 60 pip. Cặp này em đánh giá nó sẽ lên nhẹ đây rồi hồi xuống đây rồi lại đi lên. Đó. Chúng ta mua ở đây. Tiếp theo em sẽ phân tích các cái cặp tiền. Lúc này là đến đâu rồi? Đến NZD. NZ đúng không? Tiếp theo là đến cặp này NZDCHF. NZDCHF thì nếu mọi người nhìn trên cái biểu đồ nhỏ này thì mọi người cũng không thể xác định xu hướng rõ ràng. Nếu mà nhìn xa hơn thì chúng ta có thể thấy xu hướng giảm này. Đó. Nhưng nhìn ở ngắn trên H4 này chúng ta sẽ thấy nó đang sideways.
nó đang sideways ở trong cái vùng này đó, thì cặp tiền này để giao dịch ngắn hạn nhé, thì anh chị có thể chờ giá hồi lên phía trên này, chúng ta sell xuống đó thì sẽ là khá là đẹp. Cặp này sell limit tại đây nhé, 0.6290 này, 0.6290 đó, 0.6290 SL phía trên này và TP chúng ta đặt sâu tít xuống dưới cũng được. Cặp NZDCHF em sẽ vào lệnh đối với cặp tiền này, nhờ vào lệnh limit ạ. NZDCHF anh chị, NZDCHF NZDCHF cặp này chúng ta giao dịch sideways ở vùng này nhé. Cặp này thì trước đây em cũng đã có một set lệnh sell rất là dài với cặp tiền này rồi. Cặp này thì em vẫn xác định là sẽ giao dịch dài hạn xuống phía này cơ. Cặp này là một cặp rất là hiếm hoi, em giao dịch được rất dài như thế này. Còn thường thì em sẽ giao dịch ngắn hơn thôi. Sell được ở đây cũng chắc cũng được khoảng vài trăm pip, được khoảng hơn trăm pip với cặp này. Còn trong ngắn hạn thì chúng ta có thể giao dịch sideways ở trong cái vùng này mọi người nhé. Đó. Giao dịch sideways trong cái vùng này thì để tốt nhất thì anh chị nên chờ một cái cụm pin 3 như này, cụm pin 3 như ở đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Cụm pin 3 như ở đây thì nó sell xuống thì nó sẽ tốt hơn. Còn hoặc là anh chị không có thời gian quan sát nhiều thì chúng ta có thể sell limit tại vùng này. Đó. Tại sell limit tại vùng này. Đó. Sell limit tại đây và SL chúng ta chỉ đặt trên phía này thôi. Đây là giao dịch theo sideways. Thì sell limit ở đây là bao nhiêu? 0.6290 đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đặt khoảng 20 pip thôi, là 0.6320. 0.6320. TP thì chúng ta đặt ở phía dưới này. Chúng ta đặt ở phía dưới của cái vùng sideways này. Ở cặp này thì trên biểu đồ H1 thì đây là đang là giao dịch theo dạng sideways mọi người nhé, chứ không phải giao dịch theo xu hướng đâu ạ. Rồi sideways này, đi ngang ở trong cái vùng này. Đó, thì TP chúng ta có thể đặt ở vùng 0.6220 này. Đó, thì cặp này tỷ lệ của nó sẽ dao động khoảng 1-2. Em đánh giá nếu nó khớp được limit và thì nó cũng khá là đẹp rồi. Cặp này cũng khá là đáng để giao dịch. Đây, em sẽ nốt lại cho mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo nhé. Đây, em chút để em sẽ nốt lại. Em sẽ ghi lại trong phần chat mọi người nhé. NZDCHF này. Sell limit. À. 0.6290. Là 0.6320 là TP đặt ở 0.6220. À, mọi người có thể tham khảo cái lệnh này. Tiếp theo là EURUSD, EURNZD. EURNZD thì em có nói rồi. Chúng ta có thể xu hướng nó đang là xu hướng giảm. Xu hướng giảm này. Thì cặp này mọi người có thể sell limit ở đây nhé. 0.6520 này. Hoặc 0.6510 đi. SL 0.6560 là 50 pip. TP chúng ta đặt ở phía dưới này. 0.6380. EU. Cấm 1.6510 này. SL 1.6560. TP 1.6390. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt là 1.64005 đi, bởi vì chúng ta tránh các cái vùng số tròn ra. Đó. À, mọi người tự ý là nhiều khi là các cái cặp tiền này, giả sử như ở đây em đang là sell limit NZDCHF đúng không? Và sell limit
euro NZD. Tức là nếu mà mọi người nhìn thì có thể thấy là hai cặp này đang bị ngược nhau ấy, đúng không? Là chúng ta đều sell ấy. Nếu giả sử đồng NZD đi quá mạnh thì có thể hai đồng này nó sẽ bị ngược nhau. Nên là mọi người cũng phải cân đối là cái thời điểm mà chúng ta sell ấy thì nó thường nó sẽ chỉ có một cặp thôi. Trong lúc đấy nó sẽ chỉ có một cặp nó khớp và nó sẽ đi đúng xu hướng thôi. Còn một cặp có thể nó sẽ không khớp. Nếu mà cùng một thời điểm mà chúng ta sell ngược hai lệnh như này thì khi mà NZD nó biến động nhẹ và hai đồng còn lại euro và CHF biến động mạnh ấy, thì nó vẫn có thể SL hoặc TP cả hai. Còn khi mà NZD nó biến động mạnh thì nó sẽ đi theo xu hướng của NZD là chính, thì hai cặp tiền này sẽ bị ngược nhau này. Đó. Thì chúng ta cũng phải lưu ý cái thời điểm chúng ta vào lệnh thì hai cái cặp này các cái sức mạnh của các đồng tiền nó đang hiện tại đang như thế nào, để tránh cái việc mà giao dịch ngược nhau. Giao dịch hai cặp cùng một lúc nhưng nó lại ngược nhau. Euro AUD thì cũng tương tự như Euro NZD. Cặp này thì xu hướng giảm rất là rõ ràng rồi, thì mọi người sẽ giao dịch theo xu hướng đối với cặp tiền này. Đó. Ở đây thì ở cặp này thì mọi người chỉ cần chờ giá hồi nhẹ về vùng này thôi, chúng ta lại tiếp tục sell xuống. Đó. Thì mọi người chờ sell ở vùng này, hoặc là tốt hơn nữa hay là vùng trên này. Đó. SL thì đặt ở phía trên bóng nến, TP thì chúng ta đặt dài xuống phía dưới này. Euro CAD. Ồ, cặp tiền này. Đây cặp này là một cặp đẹp. Cặp Euro CAD. Mọi người nhìn ở trên biểu đồ D này thì sẽ thấy giá đang sideways ở trong vùng này, đúng không ạ? Đó, thì trong thời gian tới có thể tiếp tục cặp tiền này sẽ giảm về vùng hỗ trợ phía dưới này 1.3400 này, bởi vì cặp tiền này đang đi ngang, trên biểu đồ D1 là đi ngang, còn trên biểu đồ H4 thì chúng ta sẽ thấy là giá đang ở trong xu hướng giảm, xong xu hướng giảm và có thể là sẽ về lại đáy cũ này. Đó, thì cặp tiền này giá đang ở một nhịp điều chỉnh này và nó kết thúc, nó đang có dấu hiệu là kết thúc nhịp điều chỉnh này, bởi vì là ở đây là sóng giảm. Sóng giảm này và có một nhịp sóng hồi này, và cái đoạn này gần như là đang kết thúc và nó đang gần như chạm vào đường MA. Nếu chúng ta kể chen lại ở đây thì nó cũng gần đúng. Đó, thì cái cặp tiền này là cái cặp tiền mà rất dễ nó sẽ đi xuống ngay tại giá hiện tại, thì chúng ta có thể sell ngay cặp Euro CAD này ở giá hiện tại. Ở 1.3510. SL chúng ta sẽ đặt ở phía trên này thôi. SL mọi người đặt ở trên cái vùng này một chút, thì nó khoảng 1.3570 đến 60 pip để nó tránh cái đường MA ra. Tránh nó sẽ ở trên phía trên, nếu nó cắt tiền thì nó sẽ ở trên đường MA. Đó. TP thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này. Phía dưới TP có hai cách đặt. Nếu mà đặt ở đáy này thì tỷ lệ là 1:1, và TP đặt ở dưới đáy này thì tỷ lệ là 1:2. Thì chúng theo như đánh giá thì nó sẽ về đáy cũ, là chúng ta sẽ đặt ở khoảng 1.3405 này. Người lưu ý là khi chúng ta đặt TPSL thì chúng ta phải đặt trên cái vùng số tròn một chút. Ở đây vùng hỗ trợ của nó là 1.3400, thì chúng ta phải đặt trên một chút là 1.3405 để tránh cái trường hợp là giá chưa về hẳn cái vùng hỗ trợ đấy, nó đã đảo chiều rồi. Đó, em sẽ gửi lại trong phần khung chat để mọi người có thể tham khảo nhé. Đó, nhìn chung thì xu hướng của euro và đồng euro ấy và đồng GBP, tức là đồng bảng Anh ấy, trong cái thời gian tới xu hướng sẽ là giảm, thế nên mọi người nên ưu tiên cái việc mà sell xuống hai đồng tiền này. Trong cái tuần này thì nếu mọi người có tham khảo tín hiệu của ở bên nhóm thì cũng có thể thấy là có vài cái lệnh TP đối với cặp euro CAD này, vì là như cặp này ấy, thì tín hiệu cũng đã sell được vài lần ở những cái sóng ở giữa này cơ, ở những cái nhịp hồi nhẹ này. Nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta đã sell được hai điểm. Thứ nhất là điểm này là điểm hồi nhẹ ở đây, và điểm thứ hai là điểm ở phía dưới này là cái điểm nhịp hồi này. Chúng ta đã có hai lần sell, đây cũng là một lần sell tiếp theo đối với cặp tiền này, thì mọi người có thể sell ngay cặp Euro CAD ở thời điểm hiện tại nhé. Euro CAD sell ngay giá hiện tại.
Mọi người có câu hỏi nào về cặp tiền thì có thể gửi ở trong khung chat nhé, em sẽ trả lời. Còn không thì em sẽ phân tích tiếp tục các cặp tiền tiếp theo ở EURGBP. Cặp EURGBP này thì xu hướng của nó là xu hướng tăng. Mọi người có thể thấy khá rõ ràng là tăng, thì nó có thể tăng nhẹ phía đỉnh này, nhưng mà nó không thực sự đẹp, nên là chúng ta cũng chưa nên vội giao dịch với cặp tiền này. Đó, tiếp theo là Euro CHF. Cặp này thì cũng là giao dịch sideways này. Chúng ta đó, nếu mà mọi người theo dõi cặp tiền này từ trước thì chúng ta sẽ có kịch bản là mua ở tại đây. Còn nếu đã lỡ bỏ qua thì chúng ta sẽ sell tại đây. Đấy là giao dịch theo kiểu sideways. Đợi giá lên đến phía trên này chúng ta sell xuống. Cặp tiền này chúng ta sell ở giá phía trên này là 1.0336. Đấy, mọi người có thể chờ sell cặp Euro CHF tại vị trí này. GA, cặp này cũng là một cặp có xu hướng mạnh này. GA và EA là hai cặp mà có xu hướng rất là mạnh. Thường thì cặp này rất dễ nó sẽ đi xuống phía dưới này, nhưng chúng ta chưa thể sell ngay ở giá hiện tại được. Chúng ta cũng phải chờ một nhịp điều chỉnh nhẹ về phía trên này chúng ta mới sell xuống, thì tỷ lệ của nó sẽ tốt hơn là việc mà chúng ta sell ở ngay giá hiện tại. Theo ngay giá hiện tại thường mọi người sẽ bị muộn đấy, và mọi người sẽ dính vào cái sóng hồi này và bị quét SL rồi nó mới đi xuống cơ. Đấy, cái cặp này chúng ta có thể sell tại giá này. Cặp này thì có thể nó sẽ không hồi đến hẳn vùng hỗ trợ này đâu, vùng kháng cự này đâu, mà nó sẽ có kết cấu như này, giảm nhẹ này, rồi hồi nhẹ rồi lại xuống. Đó, nó sẽ là hình thành các cái đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn ngắn ở đây, rồi nó mới đi xuống, chứ nó không hẳn là lên phía trên này rồi nó mới sell xuống đâu, nó mới xuống đâu. Đấy, cặp GBPNZD thì xu hướng là cũng là xu hướng giảm, thì mọi người có thể chờ một nhịp hồi về trên này rồi sell xuống. Cặp này thì xu hướng không rõ ràng. GBPCAD thì theo như đánh giá thì cặp này khả năng cao là nó sẽ phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ này, nhưng chúng ta nên chờ đợi thêm, chờ giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ này chúng ta và có một nhịp backtest thì chúng ta lại sell xuống. Cặp tiền này thì nếu mà mua ở vùng hỗ trợ này thì nó sẽ không đẹp đâu, bởi vì cái lực giảm của nó đang rất là mạnh. Cặp CHF Japan Yen thì có thể sẽ tăng lên đỉnh này, nhưng mà cái sóng cột tăng của nó đang rất là xa rồi, chúng ta sẽ bỏ qua lệnh này. Cặp này mọi người có thể cân nhắc là chờ sell tại vùng này thôi, còn đâu mua thì chúng ta sẽ không mua nữa, bởi vì xu hướng tăng nó gần như sắp kết thúc rồi. Nếu mà cặp tiền này mua đẹp nhất thì chúng ta mua ở cái vùng đây, mọi người có thể thấy trong cái phần kênh giá em đã vẽ từ trước đó rồi cơ, là cái vùng tích lũy đi ngang này, thì chúng ta mua ở trong cái vùng này, nó phá vỡ đi lên thì là đẹp nhất. Còn hiện tại thì đã muộn rồi, chúng ta bỏ qua. Các cặp U thì phân tích rồi, cặp CAD CHF và CAD Japan Yen. CAD CHF thì xu hướng là tăng này, xu hướng tăng trên biểu đồ H4, xu hướng tăng thì có thể cặp này nó sẽ tiếp tục đi nhẹ lên cái vùng trên này, nhưng mà em đánh giá cặp tiền này để giao dịch nó cũng không thực sự đẹp, bởi vì là nó có các cái vùng kháng cự ở phía trên này, có thể nó sẽ bị đảo chiều ở đây, nên là cái cơ hội của nó không thực sự tốt, nên chúng ta có thể bỏ qua đối với cặp tiền này. Cặp này cũng vậy, CAD Japan Yen nó đang ở vùng kháng cự. Cặp này chúng ta chờ đợi thôi. Nếu mà ở đây có một cây pin 3 đủ mạnh trên biểu đồ D, chúng ta có thể sell xuống. Còn nếu nó vẫn là tiếp tục một cái đến tăng phá vỡ khỏi vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Đó, về phần phân tích các cặp tiền thì nó cũng đến vậy là kết thúc rồi. Nếu mà ở thời điểm hiện tại đẹp nhất đấy là sell đối với cặp Euro CAD. Đây, cặp tiền này Euro CAD. Mọi người có thể cân nhắc sell cặp tiền này nhá. Euro sell CAD, sell giá hiện tại TP phía dưới này. Cặp này em nghĩ là xác suất để có TP khá là cao, vì nó đang kết thúc cái nhịp điều chỉnh và đi xuống này. Mọi người có thể cân nhắc nhá, cân nhắc sell cặp tiền này ngay giá hiện tại. Đó, cặp này em đánh giá là để xác suất thắng khá là cao. Tiếp theo đấy là phần cuối cùng của cái buổi Zoom ngày hôm nay, đấy là phần em sẽ nói qua một chút về cái tâm lý giao dịch. Cái tâm lý giao dịch đối với một người mới ấy, thì cái phần quan trọng nhất đấy là cái sự kỷ luật trong giao dịch.
Bởi vì thường khi mà mọi người mới giao dịch ấy, mọi người chưa có một cái phương pháp giao dịch rõ ràng thì mọi người hay bị bỏ qua mất cái sự kỷ luật. Tức là chúng ta vào lệnh một cách bừa bãi, chúng ta buy sell lẫn lộn và chúng ta cắt, thường mọi người hay bị cắt non ấy. Mọi người hay có cái lỗi mà em thấy mọi người mắc phải nhiều nhất đấy là chốt lời rất là sớm, tức là khi mọi người xem biểu đồ quá nhiều này và mọi người thấy cái lệnh nó đang có một chút lãi và mọi người sợ nó sẽ đảo chiều ấy, thì mọi người đã cắt non mất rồi. Và thường thì những cái lệnh đấy thì chúng ta có cái lợi nhuận rất là thấp. Trong khi ở chiều ngược lại là khi mà chúng ta vào lệnh mà bị sai xu hướng ấy, thì mọi người sẽ có thường có xu hướng đấy là gồng lỗ, là tức là chúng ta sẽ dịch cái SL ra xa hoặc là chúng ta bỏ luôn cái SL. Thì cái hệ quả của cái việc đấy là như nào? Tất cả các cái lệnh của mọi người ấy, là thường thì mọi người sẽ dính về trường hợp đấy là chốt lời chúng ta chốt được rất là ít, trong khi chốt lỗ thì chúng ta chốt rất là nhiều, tức là bị âm rất là sâu ấy. Nên là thường thì cái tài khoản của chúng ta nó sẽ bị giảm dần xuống. Còn đâu để tư duy của một người giao dịch thành công ấy, thì chúng ta sẽ phải làm ngược lại, là chúng ta hạn chế, tức là chúng ta chốt lỗ ở một cái mức rủi ro thấp nhất và chúng ta chốt lời ở cái khoảng cao nhất có thể. Tức là chúng ta sẽ giảm thiểu hóa rủi ro ấy và tối đa hóa lợi nhuận. Đấy là cái câu nói mà chắc là mọi người cũng nghe rất là nhiều trong kinh doanh rồi. Cái việc mà đầu tư này nó cũng giống như công việc kinh doanh ấy. Cái thua lỗ của chúng ta cần phải giảm thiểu xuống thấp nhất. Còn đâu cái lợi nhuận thì chúng ta phải đẩy lên làm sao để cao nhất. Thì chúng ta có cái số lợi nhuận nó cao hơn cái số thua lỗ thì cái tài khoản nó sẽ tăng dần đều lên thôi. Đó, thì để được có cái sự kỷ luật ấy, thì trước tiên thì chúng ta phải có một cái phương pháp giao dịch rõ ràng, tức là anh chị phải hiểu rõ là chúng ta vào lệnh ở thời điểm nào, chúng ta cài đặt TP SL như nào. Một cái lỗi mọi người rất hay gặp đấy là không cài đặt SL khi mà giao dịch. Đấy là cái lỗi mà em nghĩ là đến khoảng 90% những người mà không cài SL khi giao dịch thì thường mọi người sẽ bị cháy tài khoản. Số 10% còn lại đấy là những người mà có cái số vốn rất là lớn và giao dịch với khối lượng rất là nhỏ thì mọi người không bị cháy tài khoản, nhưng mà mọi người sẽ phải dính một cái hệ lụy là mọi người sẽ phải gồng một cái lệnh rất là lâu, có khi một vài tháng trời thì nó mới hồi lại vốn, hồi lại cái điểm vào lệnh ấy, thì chúng ta cũng sẽ không có được cái lợi nhuận trong giao dịch. Nên là tốt nhất là khi chúng ta giao dịch thì chúng ta phải cài cái TPSL nó rõ ràng và giao dịch đúng theo cái TPSL chúng ta đã đề ra. Thì để làm được cái điều đấy thì anh chị cần phải có một cái chiến lược giao dịch rõ ràng, là khi chúng ta vào lệnh thì chúng ta vào lệnh theo phương pháp nào, chúng ta giao dịch theo sideways thì chúng ta đặt TPSL ở đâu, và chúng ta giao dịch theo xu hướng thì chúng ta đặt TPSL ở đâu. Và nếu mà giá đang không đi đúng như chúng ta kỳ vọng thì cái chúng ta có làm gì với TPSL không, chúng ta có dịch không, chúng ta có bỏ đi không. Thì cái lời khuyên của em đối với anh chị đấy là khi chúng ta giao dịch ấy, mà chúng ta cài TPSL theo như cái chiến lược ban đầu ấy, thì chúng ta không nên dịch và không nên bỏ. Dịch chỉ khi nào mà anh chị cảm thấy là cái lệnh của chúng ta đang lãi một cái đủ rồi và chúng ta sẽ dịch cái SL về giá vào hoặc là dịch lên phía gồng lãi một chút thôi, tức là em chỉ chỉnh SL về phía điểm vào, tức là về phía để nó thấp xuống ấy, cái SL tức là cái chốt lỗ của chúng ta thấp xuống, hoặc là cái lệnh đấy chúng ta kéo quá cả điểm vào để cho nó kể cả nó quét vào SL nó vẫn có lãi thôi. Còn đâu em sẽ không ít khi dịch SL ra xa, bởi vì dịch SL ra xa thì chúng ta đã bị mất cái kỷ luật ban đầu rồi. Và nếu mà mọi người giao dịch một thời gian đủ lâu ấy mà mọi người cứ làm như vậy ấy, thì cái sự kỷ luật của mọi người nó sẽ dần dần nó càng thấp xuống và sẽ có một cái thời điểm mà mọi người sẽ mắc sai lầm, đấy là bỏ SL chẳng hạn, hoặc là khi mà thị trường có biến động quá mạnh ấy, thì chúng ta sẽ bỏ SL rồi chúng ta sẽ bị ngược hoàn toàn xu hướng và lúc ấy cái tài khoản nó sẽ âm dần, âm rất là sâu, có thể là dẫn đến cháy tài khoản. Đó, thì cái sự kỷ luật nó là một cái điều rất là quan trọng ở trong giao dịch. Mọi người khi mà mọi người giao dịch ấy, mọi người cần phải có một cái phương pháp giao dịch rõ ràng và mọi người làm đúng như cái phương pháp giao dịch đấy. Tức là chúng ta phải có kế hoạch từ trước ấy. Giống như tất cả các công việc kinh doanh của mọi người đang làm gì cũng vậy thôi ạ. Chúng ta làm gì chúng ta phải có kế hoạch từ trước, là kịch bản chúng ta sẽ, mục tiêu chúng ta sẽ như nào, chúng ta đặt mục tiêu như nào và chúng ta sẽ phải làm gì để đạt được cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Đó, thì ở trong giao dịch nó cũng vậy, chúng ta phải có một cái lệnh rõ ràng, tức là có cài TP, có cài SL thì chúng ta sẽ biết là cái mục tiêu của chúng ta là gì và chúng ta phải làm gì để đạt được cái TP, hoặc nếu mà chẳng may nó SL nó sẽ như nào.
đó, thì dần dần chúng ta sẽ có sự kỷ luật trong giao dịch. Đối với một người mới thì sẽ mọi người hay mắc phải hai cái tâm lý chính trong giao dịch, đấy là tham lam và sợ hãi. Đó, những cái mà chúng ta rất hay dễ gặp phải. Tham lam là như nào? Em sẽ mở cái biểu đồ nó rõ ràng hơn chẳng hạn, để hình dung cho mọi người về sự tham lam. Đấy là cặp GBP-AUD này đó. Thì khi mà giá nó đã giảm một đoạn rất sâu này, thì chúng ta sẽ hình thành hai tâm lý. Một là nó là sự tham lam, và hai đấy là sự sợ bỏ mất cơ hội ấy. Nó cũng gần như tương đương như tham lam ấy. Là chúng ta thấy ở đây một cái biểu đồ nó đang giảm rất là mạnh như này, và chúng ta tham lam, chúng ta muốn có lợi nhuận, và chúng ta sợ bỏ mất cái cơ hội hiện tại. Chúng ta sẽ sell ngay ở giá hiện tại, chúng ta sell luôn xuống ở đây đó. Thì thường những cái khi mà chúng ta tham lam ở thời điểm như này ấy, thì rất dễ là sẽ bị quét SL, nó hồi lên trên này rồi nó mới đi xuống đó. Thì chúng ta đấy là một cái lỗi rất là nhiều người mắc phải, thì bởi vì là khi mà chúng ta đang tham lam ở cái thời điểm này ấy, thì có thể những cái người sell ở trên đỉnh này họ đang bắt đầu dần dần chốt lời rồi đó, thì có thể nó sẽ bị đảo ngược xu hướng. Đó, thì chúng ta tham lam thì nhưng mà phải tham lam đúng lúc cơ. Tham lam mà khi mà người khác đang sợ hãi, người khác không dám vào ấy, thì chúng ta mới tham lam. Giống như ở trong mọi người, nếu mà mọi người có giao dịch coin ấy, thì mọi người có thể hold coin chẳng hạn, mọi người có thể thấy là cái vấn đề tham lam nó hiện lên khá rõ ràng. Em không nói về cái phân tích kỹ thuật thế nào, chỉ nói đơn giản là coin. Giả sử khi mọi người giao dịch coin chẳng hạn, khi mọi người thấy tất cả anh em bạn bè đang cùng bảo nhau là giả sử mua một đồng coin chẳng hạn, đúng không ạ, thì chúng ta cũng thấy cơ hội nó đang rất là lớn chẳng hạn, chúng ta tham lam, chúng ta mua vào. Nhưng thường khi những người không có kinh nghiệm ấy, chúng ta mua ở những thời điểm đấy ấy, là những cái thời điểm ở thị trường nó đang ở đỉnh rồi, tức là ai cũng đang có lãi rồi, và chúng ta tham lam, chúng ta vào theo, thì thường chúng ta người đi sau rồi đó. Thì những cái lúc đấy là những người chuyên nghiệp người ta bắt đầu sợ hãi, người ta bắt đầu rút ra khỏi thị trường rồi, bởi vì là thị trường nó đang ở đỉnh rồi đó. Thì chúng ta tham lam nhưng phải tham lam đúng lúc cơ. Tham lam khi mà người khác đang sợ hãi, tức là khi không ai dám vào lệnh, khi người khác đang nghĩ ngược lại, rất số đông đang nghĩ ngược lại thì chúng ta tham lam. Còn đâu khi mà cái giả sử ở đây cái biểu đồ đang đi rất là sâu rồi, thì nếu chúng ta tham lam ở cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ không chính xác, thì rất dễ là có thể là cặp tiền này nó sẽ đi xuống thôi, nhưng mà chúng ta giao dịch ở thời điểm hiện tại nó đã muộn mất rồi. Chúng ta nên bỏ qua cái sự tham lam và cái sự sợ đánh mất cơ hội ở đây. Chúng ta chờ thôi. Chờ khi gió giá nó hồi chúng ta mới sell. Đó. Còn một cái nữa, đấy là một cái cảm xúc nữa mà rất nhiều người cũng mắc phải, đấy là sự tức giận. Thực sự tức giận trong giao dịch, khi mà giả sử chúng ta gặp một cái lệnh SL chẳng hạn, chúng ta thường có thể nhân đôi, nhân ba cái khối lượng lên để chúng ta muốn gỡ lại những cái gì chúng ta đã mất. Thì thường khi mà một người giao dịch ấy, thì những cái cảm xúc đấy là những cái mà nó rất dễ gặp trong giao dịch. Nếu mà mọi người đẩy cái sự tức giận của mình lên cao ấy, thì thường cái sự rủi ro nó cũng dần lên cao, và thường cái hệ quả của nó là chúng ta âm càng ngày càng sâu, và có thể là cháy tài khoản. Đó, thì nếu mà đối với người mới giao dịch thì những cái cảm xúc đấy là những cái mà nó rất dễ mắc phải, có thể là thường xuyên mắc phải. Nhưng mà nếu chúng ta là người mà chưa có kinh nghiệm nhiều ấy, anh chị chưa có kinh nghiệm nhiều thì anh chị nên học những cái đấy để anh chị hạn chế thấp nhất những cái rủi ro mình có thể mắc phải, để dần dần anh chị tích lũy đủ kinh nghiệm đủ lâu thì cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ dần dần tăng lên thôi. Còn đâu khi mà mới giao dịch ấy, nó cũng giống như là chúng ta mới đi học vậy. Chúng ta mới đi học thì chúng ta chưa thể học giỏi ngay được, mà cũng phải có sự tích lũy kinh nghiệm dần dần. Học từng ngày thì chúng ta sẽ phát triển dần lên, thì lúc đấy các cái tâm lý trong giao dịch của anh chị nó sẽ vững dần lên ấy. Thì lúc đấy anh chị nó sẽ có lợi nhuận thôi ạ. Bởi vì là khi mọi người lưu ý là khi mà chúng ta mới giao dịch ấy, thì chúng ta đừng quan tâm quá đến cái lợi nhuận, mà chúng ta phải quan tâm đến cái quá trình học hỏi, chúng ta đang học hỏi được những cái gì trong cái thị trường này, hơn là cái việc mà chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền ở ngay lúc này. Nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta phải hướng về cái sự học hỏi trước tiên. Sau đấy khi mà chúng ta có tích lũy đủ kiến thức rồi ấy, thì lúc đấy mới là cái giai đoạn mà chúng ta kiếm được lợi nhuận nhiều ở cái thị trường này. Về cái tâm lý giao dịch thì em cũng chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. Anh chị có thắc mắc hay câu hỏi nào về
phân tích các cặp tiền hay là về các cái vấn đề liên quan giao dịch không ạ? Anh chị có thể comment ở khung chat thì em sẽ trả lời ạ. Là hơn 10 giờ cũng muộn rồi ạ. Nếu mà mọi người mà không có câu hỏi nào nữa thì em xin phép kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay tại đây ạ. Chúc anh chị giao dịch luôn đạt được nhiều lợi nhuận và cũng như ngày càng có sự tiến bộ hơn trong giao dịch. Và cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng BT Group cũng như đồng hành cùng em trong cái suốt cái buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Em xin phép kết thúc buổi Zoom tại đây ạ.